Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Tập 202. Chương 2011. Đồng tiền thiên mệnh. Chiếc thuyền xanh khổng lồ và ba đạo hào quang cơ hồ cùng xuất hiện trên bầu trời tiểu cốc, cách nhau không xa. Hai bên không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trùng hợp quá. Không nghĩ tới đạo hữu linh tộc cũng chạy đến đây cùng một lúc, Lũng Mỗ xin chào. Độn quang thu lại, Lũng gia lão tổ hiện ra thân ảnh, mỉm cười nói. Thiên Thu còn tưởng rằng Lũng huynh đã vào trong cốc, không nghĩ ra cũng chỉ vừa mới tới mà thôi. Tiếng Thiên Thu thánh nữ từ trong cự thuyền truyền ra. Tiếp theo bóng người chợt lóe, thân hình liền xuất hiện trên cự thuyền. Phía sau bất ngờ còn có bốn đạo nhân ảnh khác. Trong đó ba người là thánh linh từng xuất hiện trên cự thuyền trước đó, nhưng kẻ thứ tư lại là một thanh niên nam tử sắc mặt vô cùng tái nhợt. Xung quanh người phiêu động một tầng lam vụ mờ nhạt, sắc mặt không chút biểu tình. Ha ha, nguyên bản lão phu đã đến từ hai ngày trước, nhưng trên đường gặp chút phiền toái, lúc này mới lãng phí chút thời gian. Nhưng thật ra mấy vị đạo hữu lặn lội đường xa như thế mà cũng đến đúng lúc, quả thật có tâm. Lũng gia lão tổ cười to nói, ánh mắt sau khi đảo qua khuôn mặt năm kẻ đối diện, ngay khi nhìn khuôn mặt bóng người trong mạch quang, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Gặp phiền toái, không gây trở ngại cho chuyến đi lần này của chúng ta chứ? Nữ tử áo vàng vừa nghe nói thế sắc mặt khẽ biến, cẩn thận hỏi một câu. Thiên Thu tiên tử yên tâm, chỉ là trên đường gặp vài tên cao giai ma tộc, bất quá đã bị mấy người chúng ta giải quyết. Chúng ta tuyệt không để lộ bất cứ thứ gì. Lũng gia lão tổ cười trả lời. Lũng huynh đã nói thế thì thiếp thân cũng yên tâm. Nơi này tự hồ đã có đạo hữu quý tộc đến trước một bước. Chúng ta cũng hạ xuống rồi nói tiếp. Thiên Thu thánh nữ nghe vậy, thần sắc hòa hoãn trở lại. Khí tức này là của Hàn đạo hữu và Diệp tiên tử. Chúng ta đi xuống gặp bọn họ đi. Lũng gia lão tổ đào, thần niệm xuống sơn cốc bên dưới, lập tức phát hiện ra. Vì thế hai bên hạ xuống sơn cốc mà cự thuyền màu xanh của linh tộc không biết dùng loại bí thuật nào. Nguyên bản đang lơ lửng giữa không trung, bị lão nho quay đầu lại điểm một cái, liền chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Vài tên thánh linh đi theo mấy người Lũng gia lão tổ nhẹ nhàng bay vào trung tâm sơn cốc. Ngay khi bọn họ vừa đặt chân xuống đất, một thanh âm nam tử bỗng nhiên truyền đến. Chư vị đạo hữu rốt cục đã đến, ta và Diệp tiên tử đợi đã lâu. Vừa dứt lời, một chỗ khác trong sơn cốc bỗng chợt lóe độn quang. Hai đạo hào quang chợt lóe lên, phút chốc đã tới gần trước mặt đám người. Quang mang chớp động, thân ảnh Hàn Lập và thiếu nữ Vũ Y không tiếng động thoáng hiện ra. Quả thật là hai vị đạo hữu. Như vậy là mọi người đều đã đến đông đủ. Lũng gia lão tổ vừa thấy hai người Hàn Lập nhất thời mỉm cười. Ngoại trừ Thiên Thu đạo hữu thì mấy vị đạo hữu linh tộc còn lại rất xa lạ. Chẳng hay có thể giới thiệu cho ta một chút được không? Hàn Lập gật đầu đáp lại, ánh mắt sau khi đảo qua mấy người Thiên Thu thánh nữ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hàn đạo hữu đã đạt đến cảnh giới hợp thể hậu kỳ. Trái ngược với thái độ thong dong của Hàn Lập, Thiên Thu thánh nữ sau khi đảo thần niệm lên người Hàn Lập, sắc mặt đại biến thất thanh la lên. Phải biết rằng lúc đầu khi Hàn Lập gặp nữ tử này ở Vạn Linh Thai, bất quá chỉ có cảnh giới hợp thể sơ kỳ mà thôi. Hiện tại chỉ mấy trăm năm không gặp liền tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ. Hiển nhiên khiến Thiên Thu thánh nữ kinh ngạc. Tại hạ đích sắc may mắn tiến giai đến cảnh giới hậu kỳ, đã khiến Thiên Thu đạo hữu chê cười. Hàn Lập lãnh đạm cười một tiếng trả lời. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đối mặt với tu sĩ cùng giai hợp thể hậu kỳ, nếu không tận lực thi triển bí thuật che giấu thì không cách nào giấu được tu vi cảnh giới chính thức. Hắn tử cao gầy, và mấy tên thánh linh khác nghe nữ tử này nói vậy ánh mắt chớp một cái. Theo bản năng đánh giá Hàn Lập, trên mặt đồng dạng không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Đám thánh linh này trước khi xuất phát đã sớm tìm hiểu cực kỳ chi tiết tư liệu về mấy tên tu sĩ nhân tộc, hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Lập. Nhưng đáng lẽ kẻ có tu vi hợp thể sơ kỳ, yếu nhất trong đám tu sĩ nhân tộc, giờ phút này lại biến thành kẻ có cảnh giới kinh người, khiến bọn họ cũng hoảng sợ. Ha ha! Hàn huynh là thiên tài tu luyện 10 vạn năm mới gặp của nhân tộc chúng ta. Lúc này mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Bất quá tu vi Hàn đạo hữu tăng mạnh thì chuyến này chúng ta càng thêm nắm chắc. Lũng gia lão tổ cười ha ha nói. Thiếp thân từng nghe nói,
thiên phú tu luyện của Hàn đạo hữu hơn người. Nhưng tuyệt đối không nghĩ ra sau khi tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ tốc độ tiến giai của Hàn đạo hữu vẫn còn biến thái như vậy. Nhưng đúng như lời Lũng huynh nói, chuyện này đối với hành trình đi ma giới quả thật là chuyện tốt. Đúng rồi, ta giới thiệu với mọi người mấy vị đạo hữu khác của bổn tộc. Mấy vị này cũng là tu sĩ khổ tu của linh tộc chúng ta. Tộc nhân bên ngoài rất ít người biết. Vị này là Kim Cổ trưởng lão thuộc kim hệ nhất mạch trong linh tộc chúng ta. Tinh thông âm ba thần thông, am hiểu đối phó với lượng lớn kẻ địch. Tâm niệm thiên thu thánh nữ nhanh chóng chuyển động. Vẻ dị sắc trên mặt biến mất không ít, chỉ vào hắn tử áo bào cho cao gầy kia giới thiệu. Đám người thiếu nữ vũ y nghe vậy bắt đầu chú ý quan sát mấy tên thánh linh khác. Theo như lời của nữ tử áo vàng thì ngoại trừ vị Kim Cổ trưởng lão kia, thì lão nho gọi là tàng hình, tinh thông pháp trận cấm chế chi đạo. Còn kẻ không thể nhìn thấy rõ bộ dáng trong bạch quang gọi là Bạch Thích, ngoại trừ bản thân tinh thông nhiều loại đại thần thông khắc chế ma công thì còn hiểu rõ một số sự tình ở ma giới. Thanh niên sắc mặt tái nhợt cuối cùng thì theo như lời nữ tử áo vàng nói, là một trưởng lão khí linh tử vừa mới tiến giai hợp thể kỳ tên là Chỉ Thủy, có bí thuật độc đáo phá toái hư không. Trong mấy tên thánh linh, ngoại trừ thiên thu thánh nữ và bóng người trong bạch quang có cảnh giới hợp thể hậu kỳ, thì lão nho và hán tử cao gầy đều có tu vi trung kỳ, mà thanh niên tên gọi là Chỉ Thủy kia chỉ có tu vi sơ kỳ. Từ điều hiện xem ra, nếu không phải Hàn Lập ngoài ý muốn trở thành tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thực lực biểu hiện bên ngoài của thánh linh tộc thực sự mạnh hơn bên nhân tộc. Lũng gia lão tổ quan sát xong, trên mặt không thấy có vẻ gì khác thường, ngược lại mỉm cười bắt chuyện với mấy tên thánh linh. Mà bên linh tộc ngoại trừ lão nho và hán tử cao gầy cười nói chuyện một chút, thì Bạch Thích và thanh niên tên gọi là Chỉ Thủy kia một người lạnh như băng, một người vẻ mặt đờ đẫn không chút phản ứng. Lũng gia lão tổ là hạng người tâm cơ thâm trầm, đối với việc này hiển nhiên không thèm để ý, cũng giới thiệu đám người Hàn Lập cho bên linh tộc biết. Bởi vì tên thánh linh tên gọi Bạch Thích kia, linh áp hậu kỳ trên người phát ra rõ ràng mạnh hơn thiên thu thánh nữ, cho nên đám tu sĩ bên nhân tộc hơn phân nửa đều chú ý đến kẻ thần bí này. Nhưng vị thánh linh hậu kỳ này không biết bản thể rốt cục là thứ nào tu thành linh, cả người phát ra bạch qua lúc sáng lúc tối. Ngay cả Hàn Lập sau khi nhìn vài lần cũng cảm thấy nhức đầu hoa mắt, trong lòng không khỏi âm thầm giật mình. Thời gian tiếp theo, hai bên không nói nhảm nữa. Lúc này khoanh chân ngồi xuống dưới một tảng cây, bắt đầu bàn bạc chi tiết vấn đề tiến vào ma giới. Bởi vì hành trình ma giới lần này đã được hai bên chuẩn bị nhiều năm trước, hiển nhiên tất cả các bước và kế hoạch đã được thảo luận chi tiết, hiện tại chỉ cần điều chỉnh một số việc nhỏ nữa mà thôi. Cho nên không quá hai canh giờ hai bên đã thương lượng xong. Tất cả mọi người lần nữa bay lên trời, chui vào trong cự thuyền màu xanh, lần nữa hiện ra trên trời. Cự thuyền màu xanh sau khi phát ra tiếng vù vù, ngoài thân chấp động quang hà bảy màu, sau đó hóa thành một đạo thanh quang mờ nhạt bay lên trời. Chỉ một lát sau, thanh quang biến mất ở cuối chân trời. Nhưng mọi người trên cự thuyền hiển nhiên không biết, trong trời cao vạn trượng cách bọn họ không quá 10 dặm, một quang đoàn màu trắng không một tiếng động bay theo, bộ dáng không rời. Trong quang đoàn, một gã đại hán giáp đen khuôn mặt xấu xí đang quay về phía một cung trang nữ tử, giật mình hỏi, chủ nhân, người nói trong đám dị tộc này có kẻ khiến lão nhân gia người phải kiêng kỵ vài phần. Điều này không thể nào, mặc dù lão nhân gia người bởi vì bị thương, căn bản không thể phát huy thần thông cấp thánh tổ nhưng dùng nhiều thời gian thì hẳn là có thể giải quyết đám hợp thể kỳ này. Mà cung trang nữ tử thì khuôn mặt quang hà màu hồng bao phủ, một bàn tay cầm lấy một đồng tiễn màu vàng, không ngừng cọ sát giữa các ngón tay. Một hồi lâu sau mới thản nhiên trả lời, ta không phải kiêng kỵ tên hợp thể kỳ này mà là thiên mệnh đồng tiễn của ta đột nhiên tự phản ứng. Điều này chứng tỏ trong đám hợp thể kỳ này có người mang dị bảo có thể uy hiếp được ta. Ta cũng không muốn sơ sẩy mà bị thương thêm. Đồng tiền trong tay nàng, một mặt khác một khuôn mặt người lương thiện đang cười, một mặt khác một khuôn mặt hung thần ác sát vô cùng quỷ dị. Bảo vật gì mà có thể uy hiếp được chủ nhân? Đại hán giáp đen dùng mình, hoảng sợ hỏi. Nếu như thần thông ta chưa mất đi, thì ngoại trừ huyền thiên linh bảo, thế gian này cũng có vài món bảo vật có thể chính thức uy hiếp được ta. Nhưng hiện tại pháp lực ta đã bị tổn hao nhiều, bởi vậy rất khó nói. Một số thông thiên linh bảo có thần thông đặc thù, hiện tại hẳn là có vài phần khắc chế, được ta,
sau khi đôi mắt cung trang nữ tử lưu truyền một trận mâu quang, chậm rãi nói, chủ nhân mới vừa rồi có cảm ứng được dấu hiệu linh dược từ những người này không? Sắc mặt đại hán giáp đen sau khi biến ảo một chân, cẩn thận hỏi. Thật ra ta cũng mơ hồ cảm ứng được linh dược ở trên người một kẻ nào đó, chỉ là có chút kỳ quái. Cung trang nữ tử nhíu mày, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mê ly, dường như có chuyện gì khiến nàng do dự. Đại hán giáp đen thấy cảnh này không hiểu gì hết, kinh ngạc nhìn cung trang nữ tử, không dám mở miệng hỏi thêm. Mà cự thuyền màu xanh lần này bay suốt 3 tháng, dọc đường đi tàng hình ẩn nấp, cẩn thận đi vòng qua các cứ điểm ma tộc, đi tới cạnh một bờ biển mênh mông. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2012, Luyện Đỉnh. Cự thuyền màu xanh đâm đầu vào trong biển rộng, không chút ý định dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Cùng lúc đó, tu sĩ nhân tộc và nhân tộc liên quan trong cự thuyền đều yên lặng ngồi xuống điều tức trong phòng, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lẻn vào ma giới. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đừng nhìn bọn họ chuẩn bị lâu như thế mà lầm tưởng. Bởi vì hành trình lần này nguy hiểm rất lớn, tuyệt đối hiếm có trong cuộc đời. Chỉ cần một chút không cẩn thận, toàn quân bị diệt trong ma giới là chuyện không có gì ngạc nhiên. Cho nên giờ phút này ai cũng đều im lặng, chuẩn bị lần cuối cùng cho chuyến đi vào ma giới sắp tới. Trong gian phòng dưới tầng thấp nhất của cự thuyền, trên 4 vách tường có đủ loại cấm chế linh quang chớp động. 3 gã hàn lập khuôn mặt giống nhau như đúc đang khoanh chân ngồi song song. Một người toàn thân phát ra kim quang chói mắt, một người chớp động lục quang, còn một người thì thân thể không ngừng lưu truyền hắc khí. Đúng là bản thể hàn lập, linh khu hóa thân và phạm thánh kim thân do đệ nhị nguyên anh thao túng. Nguyên bản khúc nhi, linh khu và đệ nhị nguyên anh ngay lúc Hà Lập bị 3 đại hóa thân huyết quang truy sát, không thể không tạm thời ra làm mồi dụ địch. Kết quả, một người dựa vào thiên phú thần thông của linh khu tránh được đuổi giết, một người khác thì thi triển bí thuật tự bạo nguyên anh, để một tia ma hồn may mắn chạy thoát. Hà Lập sau khi lần nữa trở về Thiên Nguyên Thành, hiển nhiên đã sớm thi triển bí thuật triệu hồi 2 kẻ này. Nhưng đáng tiếc bởi vì lúc đó đại quân ma tộc đang vây thành, linh khu và ma không dám mạo hiểm trở về Thiên Nguyên Thành, chỉ có thể tạm thời ẩn nấp bên ngoài đại quân ma tộc. Thẳng cho đến khi Thiên Nguyên Thành đánh lui đại quân ma tộc, Hàn Lập đang bế quan dưỡng thương, 2 tên này mới lặng lẽ lẻn vào mật thất hội hợp cùng bản thể. Bởi vì bản thân hiểu rõ cấm chế trong thạch tháp như lòng bàn tay, cho nên không hề kinh động những người khác. Linh khu và khúc nhi thì tốt hơn, đoạn thời gian rời xa Hàn Lập hoàn toàn vô sự, ngược lại tu vi bản thân còn có bộ dạng tăng tiến. Đệ nhị nguyên anh bởi vì đã tự bạo nguyên anh 1 lần, mặc dù tia tàn hồn nọ lần nữa ngưng tụ ra thân thể nguyên anh mới, nhưng nguyên khí hiển nhiên tổn thương hơn phân nửa. Loại tình hình này nếu đối với tu sĩ hợp thể kỳ mà nói thì tự nhiên là một chuyện cực kỳ nhức đầu, không tốn thời gian khổ tu hơn 10 năm. Thậm chí hơn 100 năm thì rất khó khiến đệ nhị nguyên anh khôi phục như lúc đầu. Nhưng đối với kẻ có vô số linh đan diệu dược trong người như Hàn Lập thì lại không vấn đề gì. Sau khi hắn dùng lượng lớn linh đan bồi dưỡng, đệ nhị nguyên anh đã hồi phục khoảng 7-8 phần. Hiện tại đệ nhị ma anh này mặc dù không thể bằng lúc mạnh nhất, nhưng cũng không đáng ngại, có thể lần nữa điều khiển kim thân tranh đấu với kẻ khác. Bất quá bản thể Hàn Lập không chút để ý 2 khối hóa thân bên cạnh, mà toàn tâm toàn ý chú ý đến một tiểu đình màu tím trôi nổi trước người. Tiểu đình này lớn không quá 1 tấc, hình dạng kỳ lạ cổ xưa, khắc vô số phù văn huyền ảo. Nhưng giờ phút này lại bị Hàn Lập phun ra từng đợt thanh diễm bao vây vào trong. 2 mắt Hàn Lập không chớp nhìn chằm chằm tiểu đình, 10 ngón tay nhanh như đạn, thỉnh thoảng phóng ra từng đạo pháp quyết vào trong thanh diễm, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trong thanh diễm chớp động, từ trong đỉnh mơ hồ truyền ra tiếng vù vù, cũng mơ hồ có quang mang trắng xám, một nửa chui vào trong đỉnh, một nửa chớp động ngoài đỉnh. Quang mang này lớn không quá ngón tay, nhưng bị bao vây trong thanh diễm, có vẻ cực kỳ linh tính, không ngừng điền cuồng chớp động, bộ dáng vô cùng sợ hãi thanh diễm. Vẻ mặt Hàn Lập không chút biến đổi, nhưng pháp quyết trong tay càng lúc càng phát ra nhanh hơn. Đồng thời màu xanh của chân diễm từ miệng phun ra biến đổi, mơ hồ có 1 tia kim mang trong đó,
phốc suy. Quang mang xám trắng dường như không thể chịu đựng được thanh diễm Li Yuan hóa, run lên bắn ra, hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng phá khỏi sự bao phủ của thanh diễm, muốn phá không bỏ chạy. Nhưng Hàn Lập dường như đã sớm phòng bị, không chút hoang mang búng một ngón tay ra. Một tiếng sét đánh vang lên, một đạo kim sắc điện hồ chợt lóe bắn ra. Quang cầu màu trắng rú lên một tiếng, lập tức tan biến trong kim sắc điện quang. Đại công cáo thành rồi, không uổng ta tổn hao thời gian dài như thế. Rốt cục đã bức phân niệm của lão ma nỏ ra. Hiện tại chỉ cần dùng tinh huyết tế luyện lần nữa là có thể sử dụng bảo vật này tùy ý. Hàn Lập thấy cảnh này, vẻ mặt buông lỏng, tràn đầy mừng rỡ thì thào nói. Tiếp nói hắn bắt quyết, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết đỏ tươi, phanh một tiếng, đón gió hóa thành một cổ huyết vụ nhập vào trong tiểu đỉnh. Pháp quyết trong tay biến đổi, hỏa diễm màu xanh tăng vọt gấp mấy lần, bắt đầu cuốn cuộn thiêu đốt toàn bộ tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này đúng là kiện Tử Ngôn đỉnh cướp được từ tay hóa thân huyết quang thánh tổ. Kiện bảo vật này lúc trước trong tay hóa thân huyết quang vạn phần huyền diệu, ngay cả Hàn Lập sử dụng cũng đau đầu không thôi, là một kiện huyền thiên tàn bảo. Chỉ bất quá lúc đó bảo vật này còn ngầm giữ lại một tia tàn niệm khác của lão ma, sau khi hắn có được cũng không dám lập tức lấy ra tế luyện sử dụng, chỉ có thể trước tiên thả chân diễm ra chậm rãi luyện hóa. Mà lũ ma niệm kia đã có linh tính, chẳng những ẩn nấp không chịu ra, thậm chí còn mượn một phần uy lực của bảo vật, đau khổ chống đỡ. Lúc này mới khiến Hàn Lập tốn mấy năm, hiện tại mới có thể bức từ trong đỉnh ra, một kích tiêu diệt. Kể từ đó, Tử Ngôn đỉnh này chỉ cần lấy máu tế luyện, liền trở thành một kiện đại sát khí. Chỉ riêng phần biến hóa khó lường, uy lực Tử Ngôn đỉnh rõ ràng còn trên cả kiện huyền thiên tàn nhận bị cướp mất. Đây cũng coi như cái được bù vào cái mất. Hàn Lập mất đến 7 ngày 7 đêm tế luyện tiểu đỉnh, đến ngày thứ 8 mới vui mừng phất tay lên. Một cổ hà quang xanh nhạt tuôn ra, thanh diễm một chút liền biến mất không thấy. Hàn Lập mở rộng miệng, đột nhiên hít một hơi về phía tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh sau khi quay tròn, liền biến nhỏ bằng ngón cái. Vù một tiếng dính lên trán Hàn Lập. Hàn Lập nhắm mắt, bắt đầu đau khổ tìm hiểu công năng của đỉnh này. Tử Ngôn đỉnh trên trán lúc sáng lúc tối, phát ra tử quang mờ nhạt. Lại mất 3 ngày 3 đêm, Hàn Lập mới mở mắt, cười một tiếng. Giờ phút này, hơn phân nửa công năng của tiểu đỉnh đã bị hắn nắm giữ. Tay vỗ lên trán, tiểu đỉnh chợt lóe liền bị cầm lấy. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, lộ ra vẻ trầm ngâm suy tư. Đột nhiên trong mắt hiện lên dị sắc, nhấc một cánh tay lên, cũng há miệng phun ra. Một đạo thanh quang bay đến quanh quẩn ở tay áo. Nhất thời tà áo vỡ vụn, một cánh tay màu cổ đồng hiện ra. Trên cánh tay, một vết kiếm màu vàng nhạt bất ngờ khắc trên đó, đúng là ấn kỳ do phong ấn huyền thiên chi kiếm lưu lại. Hai mắt Hàn Lập chớp động tinh quang, chăm chú nhìn vào vết kiếm trên cánh tay, vẻ mặt có chút chần chờ. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên cắn răng một cái, đặt bàn tay còn lại lên cánh tay trần kia, cũng điều động pháp lực trong cơ thể. Chỉ thấy cả người hắn chớp động kim quang, bàn tay phút chốc tuôn ra từng đợt kim sắc ba lãng, như thủy triều cuồng trú vào cánh tay. Nguyên bản vết kiếm màu vàng nhạt nhìn không có gì bắt mắt, dưới linh lực tinh thuần kích thích trở nên có chút rõ ràng, dần dần từ vàng biến thành xanh biếc, màu sắc dần đậm hơn, cuối cùng biến thành quang mang màu lục sắc. Từ xa nhìn lại giống như một tiểu kiếm màu xanh biếc trong suốt đang bị khảm lên cánh tay. Hàn Lập thấy cảnh này, ánh mắt càng lúc càng ngưng trọng, nhưng linh lực cuồng trú vào lại không hề dừng lại chút nào. Sau thời gian một chén trà nhỏ, tiểu kiếm màu xanh đột nhiên chấn động, có chút động đậy, không ngừng chạy vào cánh tay, phảng phất như vật sống. Hàn Lập dùng mình, nguyên bản bàn tay đang áp vào cánh tay có chút thả lỏng ra, linh lực màu vàng chợt lóe biến mất. Trong nháy mắt khi tiểu kiếm di chuyển, cánh tay trở nên cực nóng không chịu nổi, giống như bị nướng trong lửa. Đồng thời kinh mạch trong cánh tay cũng trở nên vô cùng đau nhức, phảng phất sau một khắc sẽ bị gãy thành từng mảnh. Lúc này mới khiến hắn kinh hoàng, vội vàng dừng lại. Đã không có linh lực quán trú, nguyên bản tiểu kiếm màu xanh đang di chuyển, lập tức chợt lóe trở về vị trí ban đầu. Linh quang thu lại, lần nữa khôi phục vẻ bình thường. Hàn Lập lặng lặng nhìn vết kiếm màu vàng, không khỏi nhíu mày.
sau một lúc lâu mới chậm rãi động đậy cánh tay. Một tầng thanh quang chợt lóe trên cánh tay. Nguyên bản tay áo bị nghiền nát, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không thể nhìn ra dấu vết bị vỡ nát. Nhưng lúc này, Hàn Lập lại cười khổ một tiếng, lắc đầu tự nói, xem ra pháp lực hợp thể hậu kỳ vẫn không đủ thúc giục huyền thiên chi. Bảo này, bất quá so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều, mạnh mẽ kích thích cũng có chút cảm ứng. Xem ra nếu muốn nắm bảo vật này trong tay thì phải đạt đến tu vi đại thừa kỳ mới được. Hàn Lập nói xong, sau khi suy nghĩ một chút, lần nữa nhắm mắt bắt đầu nhập định. 2 tháng sau, cự thuyền màu xanh đột nhiên dừng lại trong hư không. Hàn Lập hiển nhiên cảm ứng được, mở hai mắt, lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng Lũng Gia Lão Tổ đột nhiên vang lên trong mật thất. Hàn huynh, sắp đến tiết điểm thông đạo mà lúc đầu chúng ta đã định. Cự thuyền này quá lớn, không thích hợp để chúng ta tiếp tục sử dụng bay vào, cho nên chúng ta sẽ tự bay. Thì ra là thế, Hàn Mỗ biết rồi. Hàn Lập thản nhiên truyền âm trở lại một câu, liền đứng dậy phất tay vào vách tường bốn phía gần đó. Nhất thời hơn 10 trận kỳ đủ màu hiện lên trong hư không gần đó, hóa thành từng đạo linh mang bay vào miệng. Tiếp theo thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi phòng. Thanh hồng chấp động một cái liền xuất hiện trên trời cao bên ngoài cự thuyền. Gần đó sớm đã có Lũng Gia Lão Tổ và Thiên Thu Thánh Nữ, cùng vài người của hải tộc. Hàn Lập không phải là người cuối cùng bay ra. Theo sát sau đó là Phi Phát Nam Tử Lâm Gia và Lão Nho Linh Tộc, một trước một sau từ bên trong bay ra. Lão Nho kia sau khi bay ra, lập tức miệng lẩm bẩm điểm vài cái vào cự thuyền màu xanh trên không. Nhất thời cự thuyền thoáng mơ hồ, liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, nó hóa thành một cây gỗ xanh, chớp động một cái liền bị Lão Nho thu vào người. Cự thuyền màu xanh đâm đầu vào trong biển rộng, không chút ý định dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Cùng lúc đó, tu sĩ nhân tộc và nhân tộc liên quan trong cự thuyền đều yên lặng ngồi xuống điều tức trong phòng, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lẻn vào ma giới. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đừng nhìn bọn họ chuẩn bị lâu như thế mà lầm tưởng, bởi vì hành trình lần này nguy hiểm rất lớn, tuyệt đối hiếm có trong cuộc đời. Chỉ cần một chút không cẩn thận, toàn quân bị diệt trong ma giới là chuyện không có gì ngạc nhiên. Cho nên giờ phút này ai cũng đều im lặng, chuẩn bị lần cuối cùng cho chuyến đi vào ma giới sắp tới. Trong gian phòng dưới tầng thấp nhất của cự thuyền, trên 4 vách tường có đủ loại cấm chế linh quang chớp động. 3 gã Hàn Lập khuôn mặt giống nhau như đúc đang khoanh chân ngồi song song. Một người toàn thân phát ra kim quang chói mắt, một người chớp động lục quang, còn một người thì thân thể không ngừng lưu truyền hắc khí. Đúng là bản thể Hàn Lập, linh khu hóa thân và phạm thánh kim thân do đệ nhị Nguyên Anh thao túng. Nguyên bản khúc nhi, linh khu và đệ nhị Nguyên Anh ngay lúc Hàn Lập bị 3 đại hóa thân huyết quang truy sát, không thể không tạm thời ra làm mồi dụ địch. Kết quả, một người dựa vào thiên phú thần thông của linh khu tránh được đuổi giết, một người khác thì thi triển bí thuật tự bạo Nguyên Anh để một tia ma hồn may mắn chạy thoát. Hàn Lập sau khi lần nữa trở về Thiên Nguyên Thành, hiển nhiên đã sớm thi triển bí thuật triệu hồi 2 kẻ này. Nhưng đáng tiếc bởi vì lúc đó đại quân ma tộc đang vây thành, linh khu và ma không dám mạo hiểm trở về Thiên Nguyên Thành, chỉ có thể tạm thời ẩn nấp bên ngoài đại quân ma tộc. Thẳng cho đến khi Thiên Nguyên Thành đánh lui đại quân ma tộc, Hàn Lập đang bế quan dưỡng thương, 2 tên này mới lặng lẽ lẻn vào mật thất hội hợp cùng bản thể. Bởi vì bản thân hiểu rõ cấm chế trong thạch tháp như lòng bàn tay, cho nên không hề kinh động những người khác. Linh Khu và Khúc Nhi thì tốt hơn, đoạn thời gian rời xa Hàn Lập hoàn toàn vô sự, ngược lại tu vi bản thân còn có bộ dạng tăng tiến. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2013, Thiên Bậc. Lúc này, Hàn Lập quét ánh mắt khắp mọi nơi, chỉ thấy trong tầm mắt là một mảnh biển rộng. Tại nơi xa xa trên không trung bầu trời xanh thẳm một mảnh, còn có mấy đám mây trắng đang bay lơ lửng tô thêm cho bức tranh tuyệt mỹ đó mà không thấy bất kỳ vật gì mới lạ đáng để quan tâm. Bây giờ, nơi này cách điểm đến chỉ có 4-5 ngày lộ trình. Ma tộc tiết điểm mặc dù không lớn, lại ở một nơi vắng vẻ trong góc huyền vũ cảnh.
nhưng lại là khu vực đóng quân của đội quân ma tộc khát máu và háo chiến nhất bạo ma nhất tộc. Bạo ma ma tộc thích nhất là tranh giành và mạnh đấu. Hiện tại, cả huyền vũ cảnh là một mảnh rực lửa, hỗn loạn hơn so với những địa phương khác. Vì vậy chúng ta đi vào phải cẩn thận một chút. Lũng gia lão tổ ngưng trọng hướng mọi người nói, cái này là tự nhiên. Ban đầu nếu chọn ma tộc tiết điểm ở khu vực Thiên Uyên Thành mà nói thì chúng ta sẽ ít mạo hiểm. Vũ y thiếu nữ bỗng nhiên có chút đáng tiếc nói. Ở gần Thiên Uyên Thành, lối đi vào tiết điểm không thể qua được. Lão Phu đã sớm phái người dò xét qua, chỉ có dùng tiết điểm nơi này mới có thể nhanh chóng vào ma giới Huyết Thạch Sơn Mạch. Huyết Thạch Sơn Mạch cho dù ở trung tâm của ma giới nhưng cũng là địa phương rất hoang vu, cũng không có bao nhiêu ma tộc trú đóng. Chúng ta ra vào tại đó chắc chắn là không có gì nguy hiểm. Nếu chúng ta dùng những tiết điểm khác tiến vào ma giới ở bên trong, không phải là đưa dê vào miệng cọp sao, chỉ là nơi này cách nơi chúng ta muốn đi quá xa nên cũng hao phí mấy lần lộ trình. Lũng gia lão tổ không lưỡng lự lắc đầu. Thiếp thân cũng chỉ nói thế mà thôi, sao có thể đối với an bài của lũng huynh không yên lòng được. Vũ y thiếu nữ đôi mắt xoay động, cười hì hì nói. Lũng gia lão tổ chỉ cười hắc hắc cũng không có nói thêm gì nữa. Lúc này Thiên Thu Thánh Nữ hướng lũng gia lão tổ bay tới, thấp giọng cùng thương lượng hai câu. Sau đó chào hỏi bốn người khác rồi cùng nhau khống chế độn quang lên đường. Lũng gia lão tổ chào hỏi đám người Hàn Lập một tiếng rồi cũng mang theo một người toàn thân hắc bào họ Huy, một trưởng lão của lũng gia đằng không bay lên. Còn lại cùng Hàn Lập ba người, hóa thành từng đạo nhàn nhạt độn quang hướng phía trước theo sát đi. Kế tiếp 4 ngày ở bên trong, đám người Hàn Lập lục tục gặp được mấy đội tuần tra ma tộc vệ sĩ, mỗi đội ít thì mười mấy người, nhiều thì cũng hơn 100 người. Mà chút ít ma tộc vệ sĩ so với bọn ma tộc lúc xuất hiện ở Thiên Nguyên Thành khác nhau rất lớn. Chẳng như mỗi một ma tộc vóc người so với ma tộc bình thường cao hơn non nửa, mà ma ráp trên người, minh ấn rất nhiều ma văn màu lam quỷ dị, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Lấy thần thông của đám người Hàn Lập, giết hết những ma tộc vệ sĩ này là chuyện dễ dàng. Nhưng đoàn người đem độn quang một che đậy, vượt lên đỉnh đầu đám ma tộc này không một tiếng động nhẹ nhàng bay qua. Những ma tộc vệ sĩ này tu vi cao nhất cũng chỉ là hóa thần kỳ cảnh giới. Đối mặt đám người Hàn Lập đều là hợp thể lão quái vật, tự nhiên không cách nào phát hiện. Ngày thứ tư vào lúc xế chiều, phía trước nơi biển rộng cuối cùng cũng hiện ra một mảnh nhỏ, bay gần một chút mọi thứ dần hiện ra rõ ràng. Xa xa xuất hiện từng ngọn lớn nhỏ không dứt đảo san hô. Những hòn đảo này, nhỏ cũng tới mấy dặm, lớn thì chừng 100 dặm rộng, chi chít trải rộng phía trước trong hải vực. Thiên Thu đạo hữu, phía trước hẳn là có cao cấp ma tộc trú đóng, phía dưới phải trông cậy vào đạo hữu rồi. Các đạo hữu khác có thể đem lúc trước phân phát ngụy ma châu ăn vào rồi. Vạn nhất thật sự lộ liễu hành tích, lập tức kích thích bên trong ma khí cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Lũng gia lão tổ đem độn quang vừa tới, cũng hướng phụ cận đám người Thiên Thu Thánh Nữ cẩn thận nói. Cái này là tự nhiên. Vì chuyến này, thiếp thân đã tốn hao hơn 100 năm khổ công, mới luyện chế ra cái vật nhỏ này. Thiên Thu Thánh Nữ nghe vậy đột nhiên cười một tiếng nói. Sau đó nàng này bàn tay vừa chuyển, trong tay đột nhiên nhiều ra một cây phiên kỳ. Nhẹ nhàng đung đưa, vô số đóa kỳ hoa màu trắng trống rỗng từ phía trên tuôn ra, sau đó bang bang bạo liệt mà mở. Một cổ sương mù màu trắng tại trong hư không di động hiện ra, sau đó cuồn cuộn ngưng kết một đoàn, lớn chừng gần mẫu nhỏ, hướng Hàn Lập đám người bọc xuống. Hàn Lập hai mắt nhíu lại nhìn một cái, nhưng thân hình không động. Trong nháy mắt, cuồn cuộn xương trắng đã bao phủ toàn bộ đám người vào trong đó. Lúc này, Thiên Thu Thánh Nữ trong miệng một hồi lầm bầm niệm chú, đem phiên kỳ đột nhiên sáng ngời mấy cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, phiên kỳ lúc sáng lúc tối trong sương mù. Một trận năm màu ký hiệu tuôn ra dần dần xuất hiện, tùy theo từng người bên trong mà trở nên mơ hồ mỏng manh, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô không thấy bóng dáng. Vũ y thiếu nữ đám người thấy tình hình như vậy không khỏi mừng rỡ. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt chớp động ở bên trong, thần niệm vừa tản ra, hướng trong sương mù tìm tòi. Chốc lát thời gian sau, hắn trong mắt xuất hiện một tia kinh dị. Đám sương mù này không biết ẩn chứa loại nào thần diệu cấm chế ở trong đó. Lấy cường đại thần niệm như thế khẽ quét qua, mà cũng chỉ cảm giác rỗng tuếch, phảng phất như là bất kỳ vật gì cũng không tồn tại trong đó.
Hàn Lập tâm niệm vừa chuyển, trong con mắt bỗng nhiên lam mang khẽ chớp động. Kết quả ở dưới thần thông minh thanh linh mục, rốt cục thấy được tầng sương mù màu trắng kia hóa thành vòng bảo hộ. Bất quá giờ phút này sương mù ở dưới linh mục chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, lộ ra vẻ kỳ lạ hết sức. Hàn Lập trong lòng cũng theo đó buông lỏng, trong mắt lam mang thu lại dần dần biến mất. Nghĩ bực này trình độ ẩn nạc, mặc dù đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng ma tộc bên kia trừ tinh, thông một số đặc thù bí thuật ma tộc tôn giả, nếu không cao cấp ma tộc thì không cách nào phát giác, đầy đủ che chở đoàn người bọn họ lẫn vào trong thông đạo tiết điểm. Không riêng Hàn Lập, đám người tu sĩ vũ y thiếu nữ hiển nhiên cũng đều phát giác điều huyền diệu của đám sương mù này, cũng không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Lũng gia lão tổ lại càng lộ ra vẻ mặt rất là hài lòng. Thiên thu thánh nữ đột nhiên cầm trong tay phiên kỳ hướng trước người ném đi, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang ở phụ cận bay qua bay lại. Cả đám xương trắng biến thành cấm chế lập tức vô thanh vô tức hướng về phía trước từ từ bay đi. Đám người Hàn Lập lấy ra một viên đen nhánh viên trùng nuốt hồi vào trong bụng, nhanh chóng thu liễm khí tức, cũng theo đám xương trắng hướng về phía trước ẩn nặc bay đi. Đảo mắt kiểm tra, đám người bọn họ thần không biết quỷ không hay bay vào trong trung tâm quần đảo san hô diện tích không lớn lắm. Ở cách bọn họ hơn 100 dặm, quỷ dị trên bầu trời dao động cùng một chỗ, một đoàn phấn hồng quang cầu lóe lên di động hiện ra. Tia sáng lóe lên rồi biến mất, hai bóng người di động hiện ra, cũng dừng ở trên bầu trời không động. Trong đó một cô gái mặc một bộ cung trang yểu điệu màu trắng, trong tay một quả màu tím đồng tiền nhẹ nhàng cầm nắm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như nước. Mà tên kia là một ma tộc đại hán người mặc một bộ giáp màu đen, không dám thở mạnh đứng ở bên cạnh cô gái, vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Hắc ngạc, chuẩn bị một chút, ta phải ở chỗ này mở đàn thiên bạc một lần. Cô gái trong tay màu tím đồng tiền bỗng nhiên lóe lên không thấy, cũng hướng hắc giáp đại hán phân phó một câu. Chủ nhân, ngươi lần trước thiên bạc cắn trả còn không có hoàn toàn tản đi, mà trong thời gian ngắn bói toán thần thông, sợ rằng không tốt lắm đâu. Hắc giáp đại hán nghe vậy cả kinh, chần chừ nói. Liên tiếp 2 lần tiến hành thiên bạc, thân thể của ta hồi thể tự nhiên gánh nặng không nhỏ. Nhưng nếu bỏ qua trước mắt cơ hội, chỉ sợ cũng bỏ lỡ cơ hội duy nhất khôi phục pháp lực của ta. Cùng với lần này so sánh, giao ra nhiều một chút cũng không coi vào đâu. Cung trang cô gái nhưng lơ đễnh trả lời. Bất quá chỉ là một số nhân tộc tu sĩ, chủ nhân hãy yên tâm, chỉ cần ngài đem chấn nguyên giản ban thưởng. Hắc ngạc nguyện ý thay chủ nhân đem những hợp thể tu sĩ này đánh chết, đem linh dược tìm ra hiến cho chủ nhân. Hắc giáp đại hán trên mặt sát khí lóe lên sau, đại bề ngoài trung thành nói. Chấn nguyên giản mặc dù uy năng vô cùng lớn, vốn dĩ ngươi bây giờ tu vi nhưng không cách nào phát huy mấy phần uy năng. Huống chi thiên mệnh đồng tiền này đã nói lên những người này trong tay khẳng định cũng có vật có thể đối kháng chấn nguyên giản. Ngươi cho dù lấy được, hơn phân nửa cũng không cách nào có hiệu quả. Nếu không, ta cũng sẽ không có quyết định lần này. Tốt lắm, ngươi không cần nhiều lời rồi. Bắt đầu chuẩn bị đi. Phía trước những người đó động tác không chậm. Mặc dù trì hoãn một chút nhưng đuổi theo bọn họ cũng không phải khó khăn lắm. Cung trang cô gái quét đại hán một cái, thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân, ta đây tự lập tức bắt đầu bố trí. Hắc ngạc vừa thấy cô gái tâm ý đã định, tự nhiên không dám nữa nói thêm cái gì. Luôn miệng đáp ứng, thân hình bỗng lóe lên. Bóng người thoáng một cái, hình ảnh hắc ngạc cao hơn 100 trượng nhanh chóng hiện ra. Sau đó song trưởng giơ lên. 8 đồ vật đồng thời vừa bay ra, xoay xung quanh, sau đó một trận vù vù dừng lưu tại phụ cận trong hư không. Rõ ràng là 8 pho tượng mộc nhân toàn thân đen nhánh. Mỗi một con đều chẳng qua cao gần nửa xích, nhưng đầu cường đại vô cùng. Cơ hồ thân thể một loại lớn nhỏ, mỗi tấm khuôn mặt cùng vẻ mặt cũng không giống nhau. Phân làm ra vui vẻ, giận dữ, buồn bã, yêu thương bao gồm nhiều vẻ mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác trông rất sống động, phảng phất người sống. Một loại, hắc giáp đại hán thả ra 8 chích quái dị mộc nhân. Động tác cũng không dừng lại, ở chỗ cũ quay tròn. Thân hình vừa chuyển, bỗng nhiên 100 đá phiến từ trên người kích hồi bắn ra, vây quanh kia thân thể vừa chuyển, liền hướng cùng một nơi đột nhiên tụ lại, trong nháy mắt hóa thành một người cao 7-8 trượng bích lục thạch đài. Thạch đài mặt ngoài minh ấn vô số xanh biếc ướt át hoa văn,
cũng mơ hồ có một cổ khó có thể nói rõ hoang dã khí tức từ đó xông ra. Hắc giáp đại hán một tay nữa vừa chuyển, trong tay liền có một viên tinh cầu lập lòe màu lam, hướng xuống mặt biển hung hăng ném đi. Tinh quang lóe lên rồi biến mất, tinh cầu một chút không có tiến nhập vào trong biển không thấy bóng dáng. Nhưng hắc giáp đại hán nhấc lên một ngón tay nhanh chóng chỉ thẳng xuống, ùng ùng có tiếng nổi lên. Phía dưới mặt biển một lớp đào mãnh liệt, cuồn cuộn sống động, nhấc lên kinh thiên sóng lớn cao mấy trăm trượng. Cuồn cuộn sóng lớn hướng trời cao bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt tạo thành một tầng bích lam sắc thủy mạc. Tại thạch đài phụ cận, tám pho tượng đại đầu mộc nhân nháy mắt tất cả đều gắn vào trong đó. Chủ nhân, tế đàn đã bố trí tốt, người có thể làm phép rồi. Đại hán thở dài ra một hơi, lúc này mới hướng trời cao liền ôm quyền, kính cẩn nói. Trên bầu trời cung trang cô gái thấy tình hình như vậy, gật đầu một cái, thân hình đi xuống vừa rơi xuống, tự không chút hoang mang tiến vào trong thủy mạc. Nàng này một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chân ngôn từ hơi thở mùi đàn hương từ miệng từ từ phun ra sau. Thủy mạc bỗng nhiên nổi lên một tầng tầng kỳ dị lam quang. Phụ cận hư không một trận vặn vẹo, cả tòa thủy mạc dần dần trở nên trong suốt sáng lên, cuối cùng lóe lên mấy cái liền biến mất. Cùng lúc đó, màn sáng trong đích thạch đài bốn phía, nguyên bản tĩnh lặng bất động tám pho tượng mộc nhân liền động, đồng thời xuất hiện ở trên bốn góc thạch đài. Mỗi một cái góc nhỏ, đồng, thời có hai pho tượng mộc nhân thật chặt đứng chung một chỗ. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2014, Diệt Khẩu. Cung trang nữ tử đột nhiên ném đồng tiền lên trời cao, linh quang chợt lóe, liền hóa thành chậu đồng cao một thước, từ không trung hạ xuống, vừa lúc rơi vào chính giữa bãi đá. Bề mặt chậu này trải rộng từng tầng phù văn cực kỳ phức tạp, bên trong có một đoàn quang cầu màu tím không ngừng chớp động, cơ hồ có vật gì đó giấu bên trong, khiến người ta không thể nhìn rõ. Thần sắc cung trang nữ tử không đổi, vươn một ngón tay ngọc ra, thong thả điểm về phía tám người gỗ. Nhất thời người gỗ nguyên bản không nhúc nhích, mặt ngoài đột nhiên nổi lên từng tầng hắc khí quỷ dị, sau đó ngưng tụ, biến ảo thành tám mặt quỷ dữ tợn hình dáng khác nhau. Chúng nó ở phía sau người gỗ phát ra tiếng gầm đáng sợ, lắc đầu không ngừng dãy dục, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể rời quá xa người gỗ, bộ dạng như bị trói buộc chặt. Chuẩn bị tế phẩm, cung trang nữ tử coi như không nhìn thấy bộ dạng của người gỗ, ngược lại thản nhiên ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Hắc giáp đại hán nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó chớp động bay lên phía trên bãi đá, đột nhiên vỗ vào hông. Phố suy một tiếng. Một túi da đen thui to cỡ bàn tay từ trên người bay ra. Sau khi xoay tròn liền biến lớn cỡ một trượng, đào ngược miệng xuống chậu đồng bên dưới. Miệng túi mở ra, từ đó phun ra một cổ huyết thủy, rót vào quang cầu màu tím trong chậu. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Mặc cho huyết thủy phảng phất như thác nước từ trên đổ xuống, nhưng cái chậu lại giống như động không đáy, không xuất hiện cảnh tràn đầy. Hắc giáp đại hán đối với cảnh này dường như không cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn bắt quyết không ngừng thúc giục túi da màu đen. Sau thời gian một bữa cơm, túi da đã đổ ra hơn ngàn cân máu, nhưng vẫn đang không ngừng cuồn cuộn, không thấy dấu hiện, dừng lại. Được rồi, có lẽ đã đủ. Tinh huyết khi đánh chết cổ thú hợp thể kỳ kia thu thập cũng không nhiều lắm, tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Cung trang nữ tử nhíu mày, đột nhiên nói, tuân lệnh. Hắc giáp đại hán nghe xong, lập tức hư không chào một cái về phía túi da. Miệng túi lập tức chợt lóe quang mang, khép lại, thể tích khôi phục như lúc ban đầu bay về phía đại hán. Cung trang nữ tử khẽ hít một hơi, tay bắt quyết, sau lưng chợt lóe quang thải. Một cây hoa khổng lồ màu hồng hiện ra. Cây hoa này trong suốt sáng long lanh, trên ngọn nở hoa lạ màu hồng nhạt to bằng nắm tay, tỏa ra từng đợt hương thơm khiến người ta vừa ngửi liền cảm thấy say mê. Thân hình cung trang nữ tử sau khi hơi mơ hồ liền biến mất tại chỗ không thấy. Nhưng sau một khắc, nàng xuất hiện phía trên cây hoa, bàn chân trần trắng nắn như ngọc nhẹ nhàng đạp lên cành hoa, thân hình vững vàng không chút rung động. Nữ tử này lật tay, trong tay hiện ra một thanh cốt đao trắng nõn như ngọc, mỏng manh sắc bén vô cùng.
sắc mặt cung trang nữ tử không đổi, nhấc một tay lên, từ trong tay áo lộ ra một cánh tay trắng như ngọc. Cốt đao hơi huy động, một đạo bạch tuyến nhất thời chợt lóe lướt qua cổ tay. Một đoàn chất lỏng màu bạc hóa thành ngân tuyến từ trên tay nhỏ xuống cây hoa trong suốt bên dưới, chợt lóe liền nhập vào trong không thấy bóng dáng. Tiếng xé gió vù vù nổi lên. Nguyên bản cây hoa vốn màu hồng nhạt, trong nháy mắt hóa thành màu bạc. Nhiều đóa ngân hoa nở ra, từ xa nhìn lại rất diễm lệ. Trải qua một lúc, cung trang nữ tử thu cổ tay về, hé miệng thổi một cái. Một mùi thơm mắt lướt qua trên cổ tay, vết máu nọ liền chớp động biến mất trong bạch quang. Mà cung trang nữ tử lúc này mới nhìn xuống cái chậu bên dưới, bàn tay lật lại, cốt đao biến mất, thay vào đó là một tấm khăn màu đen, ném lên không trung. Bầu trời trong màn nước bỗng nhiên ảm đạm, hiện ra từng lớp màn đen như mực, ngăn cản ánh sáng bên ngoài lọt vào. Cung trang nữ tử lại nhấc chân ngọc, dùng mũi chân nhẹ nhàng dậm xuống cây hoa bên dưới. Phanh một tiếng, cây hoa khổng lồ nổ tung, từng điểm ngân quang bắn ra xung quanh. Trong màn đêm hiện ra vô số ngôi sao. Dưới sự thúc giục làm phép của nữ tử, chúng dựa theo quy luật cực kỳ huyền diệu, chậm rãi chuyển động. Trong màn nước bất ngờ hình thành một thiên địa khác. Hai mắt cung trang nữ tử chợt lóe ngân quang, thân hình mơ hồ, hóa thành một đạo hư ảnh màu trắng cao hơn 10 trượng. Trong hư không nhất thời vang lên tiếng chú ngữ cực kỳ dễ nghe. Ngôi sao đầy trời lấy hư ảnh màu trắng làm trung tâm, càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, thỉnh thoảng huyễn hóa thành từng hình dáng huyền ảo. Đồng thời cùng lúc đó, quang đoàn trong chậu đột nhiên chậm rãi bay lên, bắt đầu biến ảo không ngừng, nhúc nhích ngưng kết dưới bầu trời sao. Lúc thì nó huyễn hóa ra đồ án kỳ lạ, hoặc mấy phù văn cổ quái, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Trước người cung trang nữ tử không biết từ khi nào hiện ra một cái la bàn màu vàng rực rỡ. 10 ngón tay ngọc liên tục điểm lên la bàn, khiến từ trong la bàn thỉnh thoảng phát ra quang hà 7 màu. Nữ tử khẽ huy động 10 ngón tay, cử động nhìn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế mỗi lần huy động đều khiến sắc mặt tái nhợt, ngân quang trong đôi mắt đẹp chợt động, dần dần trở nên sáng hơn. 8 đầu quỷ phía sau 8 người gỗ ở 4 nóc bãi đá, không biết từ khi nào phun lên trời cao những cột sáng thô to, phảng phất như 8 cây kình thiên cự trụ chống đỡ phiến trời đất đen tối bao la này. Nửa canh giờ sau, từ phía quần đảo san hô đột nhiên có một đội ma tộc hơn 10 người, cưỡi ma thú có cánh giống như cá mập, không chút hoang mang bay qua màn nước bên này. Động tác đám ma thú nhìn như chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tới gần màn nước. Bất quá những ma tộc này hiển nhiên không phát hiện ra màn nước khổng lồ đang ẩn nấp, đội ngũ không chút dừng lại, bay xẹt qua bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên, ầm ầm ầm. Nguyên bản màn nước đang ẩn giấu, đột nhiên hiện ra trong hư không, tiếp theo co giãn rồi nổ tung. Sóng nước trong nháy mắt cuồn cuộn tràn ra 4 phương 8 hướng, hình thành một dòng nước thật lớn trên không trung. Đội vệ sĩ ma tộc này hiển nhiên kinh hoàng, vội né tránh, vỗ vào ma thú bên dưới. Đám ma thú gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một đoàn thanh quang, tạo thành từng tầng hào quang màu xanh trước người, bảo vệ toàn thân. Sóng nước thật lớn sau khi ập xuống, bị màn hào quang chợt lóe ngăn cản. Đám ma tộc này luống cuống tay chân một trận, nhưng không có ai thật sự bị thương. Bất quá bọn họ tự nhiên vừa sợ vừa giận. Hơn phân nửa số người lập tức rút binh khí trên người ra, kinh nghi bất định nhìn qua bên dòng nước. Dòng nước màu xanh kia ầm ầm vài tiếng, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng tan biến, hiện ra hai đạo nhân ảnh. Đúng là hai người cung trang nữ tử và hắc giáp đại hán. Bất quá giờ phút này nữ tử cầm trong tay một kiện la bàn màu vàng, trên mặt không có một chút máu, nhưng hai mắt phát ra ngân mang, vẻ mặt có vẻ cực kỳ phức tạp, phảng phất vừa có chút khó tin, lại vừa có chút vui mừng lẫn sợ hãi, cùng một chút do dự. Hắc giáp đại hán thì kinh ngạc nhìn bốn phía, ánh mắt có chút kinh ngạc. Một gã vệ sĩ ma tộc hợp thể kỳ cầm đầu, sau khi đảo thần niệm qua hai người, nhất thời kinh hoàng. Vô luận tu vi cảnh giới của cung tàng nữ tử hay hắc giáp đại hán, hắn căn bản đều không cảm ứng ra được. Bất quá ma khí trên người hắc giáp đại hán cực kỳ tinh thuần, không chút nào che giấu. Vì vậy tên cao giai ma tộc cầm đầu này hoảng sợ, vội vàng nhảy ra khỏi ma thú. Sau khi cúi người hành lễ với hai người đối diện, cẩn thận hỏi,
tại hạ Thạch Thước thuộc bộ Bạo Ma tộc, xin hỏi hai vị tiền bối là người tộc nào, có chuyện gì muốn vãn bối đi làm hay không? Hắc Giáp đại hán lạnh lùng nhìn lướt qua đám ma tộc này, không nói gì thêm. Nhưng sau một khắc, ánh mắt lập tức chuyển lên người cung trang nữ tử, cung kính hỏi: "Chủ nhân, những tộc nhân thấp kém này nên xử lý như thế nào? Nếu bọn họ phát hiện ra chúng ta thì cứ tiêu diệt đi." Cung trang nữ tử cúi đầu nhìn la bàn trong tay, không ngẩng đầu lên, ra lệnh. Thanh âm không chút cảm tình, phảng phất đám bạo ma tộc xung quanh chỉ là kiến hôi. Hắc Giáp đại hán nghe vậy, không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại hung quang trong mắt chợt lóe. Đáp ứng một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đám bạo ma tộc, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. "Không tốt, chạy mau." Tên ma tộc hợp thể kỳ cầm đầu kia rất nhanh trí. Vừa nghe hai người cung trung nữ tử và Hắc Giáp đại hán nói chuyện, trong lòng phát lạnh, lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời phất tay. Một hạt châu từ trong lòng bàn tay bay ra, linh quang chợt lóe, một cái cự nhận màu đen xuất hiện. Người và nhận hợp nhất, hóa thành một đạo ô quang bỏ chạy về phía quần đảo san hô phía sau. Đám vệ sĩ bảo ma tộc khác thấy cảnh này cũng kinh hãi, hiển nhiên lập tức giải tán chạy trốn. Hắc Giáp đại hán thấy cảnh này, cười lớn một tiếng, hai tay đánh ra, từ trong tay áo bay ra một cổ hắc khí, hướng bốn phía tuôn đi. Trong hắc khí nổi lên tiếng xé gió không ngừng, bên trong mơ hồ có các loại yêu trùng như ẩn như hiện. Vừa tuôn ra liền bao phủ đám vệ sĩ ma tộc muốn chạy trốn vào trong. Nhất thời bên trong liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mà bản thân đại hán thì liếc mắt nhìn đoàn ô quang đã chạy ra xa mấy trăm trượng, khóe miệng cười nhạt, thân hình sau khi mơ hồ, liền hóa thành một cổ hắc phong cuồn cuộn đuổi theo. Chỉ một lát sau khi phía xa truyền đến tiếng gào thét, đại hán liền cầm một cái đầu đầy máu quay ngược trở về. Sau khi hắn cầm vật trong tay ném vào trong hắc khí, liền không nói một lời đứng bên cạnh nữ tử, trên mặt khôi phục vẻ cung kính ban đầu. Lúc này, trong hắc khí bốn phía hầu như không còn tiếng kêu thả nào nữa. Hắc khí quay cuồng, tất cả đều nhập vào trong thân hình đại hán. Từ đầu tới cuối, cung trang nữ tử không ngẩng đầu nhìn bất cứ thứ gì, chỉ vuốt ve la bàn màu vàng trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ âm tình bất định. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2015, xông vào. "Đi thôi, mới vừa rồi động tác của ngươi mặc dù cũng nhanh, nhưng nói không chừng cũng sẽ kinh động những người khác." Cung trang nữ tử đột nhiên thu la bàn trong tay lại, thản nhiên nói một tiếng. Tiếp theo nữ tử này phất tay, phấn hồng hà quang đại phóng, phút chốc đem bản thân và Hắc Giáp đại hán bao phủ, sau đó hóa thành một đoàn quang cầu bay lên, xoay quanh một cái liền phá không bắn đi. Phương hướng đúng là quần đảo san hô phía trước. Trong độn quang, cung trang nữ tử nhíu mày nhìn phía trước, có vẻ đăm chiêu. Hắc Giáp đại hán nhìn trộm đôi mắt nữ tử qua một hồi lâu, rốt cục không nhịn được hỏi: "Chủ nhân, đến lúc cuối tế đàn tại sao lại đột nhiên nổ tung thế?" "Chủ nhân không có chuyện gì chứ?" "Không có gì, chỉ là phản phệ khi làm phép có chút mãnh liệt vượt quá dự đoán, cuối cùng mới không thể khống chế. Bất quá bản thân ta thì không có việc gì, chỉ là tám khôi lỗi thế thân nọ đều bị phá hủy. Nếu không luyện chế thứ khác để thay thế thì trong một thời gian dài có lẽ không thể dùng lại thuật bói toán." Cung trang nữ tử cũng không giấu giếm gì, chậm rãi trả lời: "Cái gì, có chuyện này sao? Mới vừa rồi chủ nhân bói toán." Hắc Giáp đại hán thầm dùng mình, thì thào nói: "Yên tâm, mặc dù thi pháp không hoàn toàn thành công, nhưng vẫn có được một chút quẻ tượng. Chỉ là quẻ tượng này nói không rõ, thật sự có chút mơ hồ, trong đó dường như còn có vài chuyện mâu thuẫn. Bất quá có một vài thứ không sai, nhóm người này đúng là liên quan đến việc ta khôi phục lại tu vi. Trước tiên cứ gắt gao đi theo phía sau, không nên kinh động bọn họ. Ta phải suy nghĩ một chút mới có thể tìm hiểu thấu triệt." Cung trang nữ tử thản nhiên nói: "Vâng, chủ nhân. Vậy chúng ta nhanh đuổi theo đi. Đám người này chẳng những tụ tập nhiều tồn tại hợp thể kỳ như vậy, hơn nữa còn lặn lội đường xa đến đây, xem ra mục đích cũng không đơn giản." Hắc Giáp đại hán nghe xong, đầu tiên có chút giật mình, nhưng lập tức cung kính trả lời:
mặc kệ ý đồ của bọn chúng là gì, cứ bám theo phía sau, đến lúc cuối sẽ biết. Thần sắc cung trang nữ tử không đổi nói, chủ nhân đã sớm ngầm hạ cấm chế lên người nữ tử nhân tộc nọ. Hơn nữa bọn chúng ở ngoài sáng, ta ở trong tối, bọn chúng căn bản không thể thoát khỏi truy tung của chúng ta. Hắc giáp đại hán nhếch miệng cười hắc hắc, mà cung trang nữ tử thì chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Hắc giáp đại hán thấy cảnh này cũng thức thời, lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Mấy canh giờ sau, trên khoảng không cách một đảo san hô khổng lồ mấy trăm dặm, đám người Hàn Lập dựa vào bảo vật của thiên thu thánh nữ che chở, đã dừng lại, lơ lửng trên trời cao mấy ngàn trượng, nhìn về phía cứ điểm ma tộc ở xa. Cứ điểm ma tộc này dường như chiếm diện tích gần một nửa hòn đảo. Bốn phía chẳng những là tường xám cao trăm trượng, mà gần đó còn bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế. Thậm chí một tầng quang mạc màu đen còn bao phủ cả toàn cứ điểm vào trong. Khắp nơi trên tường thành có thể thấy được vệ sĩ ma tộc cầm trong tay đủ loại binh khí. Trên trời cao còn có một số quái điểu hai đầu giống như ma cầm bay lượn. Càng vào trung tâm, càng có thể thấy được từng đội giáp sĩ ma tộc không ngừng đi tuần tra, có thể nói là phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Mà trên bầu trời cứ điểm, bất ngờ có một đám mây đen rộng chừng mấy trăm mẫu đang không ngừng quay cuồng. Bên trong không ngừng phát ra tiếng xé gió, thỉnh thoảng còn có thể thấy từng tia sét chớp lên, khiến người ta có cảm giác âm sâm khủng bố. Có đúng không đây, Lũng huynh từng nói nơi này không có nhiều ma tộc đóng quân mà. Thiên thu thánh nữ nhìn tình hình cứ điểm phía xa, âm trầm nói. Mấy tên thánh linh khác, sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút không tốt. Về phần đám tu sĩ nhân tộc như Hàn Lập và Vũ Y thiếu nữ Diệp Gia, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Lũng Gia lão tổ cũng có chút hoài nghi. Mấy vị đạo hữu không nên hiểu lầm, lúc trước ta cử người đến đây dò xét. Nơi này quả thật không có nhiều ma tộc đóng quân, chỉ xây một tòa cứ điểm rất nhỏ. Hiện tại biến thành bộ dáng thế này cũng nằm ngoài dự đoán của lão phu. Xem ra đây là do ma tộc đột nhiên phái lượng lớn nhân thủ đến, mới có thể nhanh như vậy cứ điểm to cỡ này. Lũng Gia lão tổ cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói. Đây là việc lớn, ta tin Lũng huynh sẽ không nói láo. Nhưng lúc này đạo hữu định thế nào, có muốn đổi thông đạo khác hay không? Dù sao nơi này nhiều ma tộc như thế, sợ rằng có tôn giả ma tộc tỏa chấn, kế hoạch ban đầu sợ rằng không thể dùng. Sắc mặt thiên thu thánh nữ sau khi biến ảo một chút, rốt cục thần sắc hòa hoãn nói. Nếu đổi lại nơi khác thì sợ rằng không còn kịp. Đây là thông đạo thích hợp nhất mà ta đã dò xét. Những nơi khác mặc dù chúng ta có thể đến ma giới, nhưng nguy hiểm sẽ nhiều hơn. Hơn nữa cứ điểm trước mắt mặc dù hơi lớn, nhưng không thể trùng hợp thật sự có tôn giả ma tộc tỏa chấn. Bất quá cách lúc đầu đích xác không thích hợp dùng trong hoàn cảnh này. Mặc dù ngụy ma châu vạn phần thần diệu, có thể giấu được tai mắt thần niệm của cao giai ma tộc, nhưng đối với cấm chế chi lực lại không đủ để chống lại. Cấm chế nơi đây nhiều như vậy, vạn nhất có vài loại cấm chế lợi hại trộn lẫn vào trong, chúng ta sợ rằng sẽ bại lộ tung tích, trực tiếp bị đại quân ma tộc bao vây. Chi bằng trực tiếp ẩn nặc thân hình bay vào trong tiết điểm, nếu có bị phát hiện thì cứ mạnh mẽ xông vào. Chúng ta liên thủ, một hoặc hai tôn giả ma tộc nếu dám ra mặt cản trở, trực tiếp hợp lực giết chế. Chỉ cần tới ma giới thì coi như đã vào biển rộng, bọn chúng căn bản không thể đuổi theo. Lũng Gia lão tổ sau khi trầm ngâm một lát, trên mặt hiện lên sát khí, nói: "Ta cũng đồng ý với Lũng huynh, chúng ta liên thủ thì không cần đố kỵ điều gì, trực tiếp xông vào cũng là một cách." Trong mắt Phi Phát nam tử Lâm gia chợt lóe hung quang, bộ dáng đồng ý. Nhưng nếu làm như thế, sợ rằng ma tộc ở ma giới sẽ lập tức biết tin. Đối với hành động sau này của chúng ta tại ma giới rất bất lợi. Vũ Y thiếu nữ nhíu mày, có chút lo lắng nói. Ma giới, rộng lớn như thế, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cũng không đến những thành thị nơi ma tộc tụ tập. Cho dù bọn chúng biết có dị tộc xông vào, cũng không có cách nào đuổi giết. Hơn nữa chuyện dị tộc xông vào ma giới, đối với ma tộc mà nói thì chỉ sợ cũng không phải chuyện hiếm. Theo ta được biết, dị tộc linh giới chúng ta có rất nhiều đại năng chi sĩ, thỉnh thoảng cũng phá giới xông vào ma giới. Ma tộc không nhất định chú ý đến đám người chúng ta. Tên nam tử họ Huy mặc áo bào đen cũng âm thầm mở miệng nói. Hàn Lập sờ cằm, thần sắc bình tĩnh không nói gì. Về phía thiên thu thánh nữ,
miệng khẽ nhúc nhích truyền âm bàn bạc với đồng bạn. Chỉ một lát sau, nữ tử này liền có kết quả. Vẻ mặt nghiêm nghị nói với Lũng Gia Lão Tổ, nếu đổi lại nơi khác thì thời gian đích xác sẽ bị trì hoãn. Cứ làm theo ý Lũng huynh đi, nếu thật sự bị phát hiện thì chúng ta hợp sức tiến vào. Nhưng hy vọng tình hình ma giới bên kia thông đạo không có bất cứ sai lầm nào. Chư vị đạo hữu yên tâm, vị trí tiết điểm bên kia ma giới tuyệt không có bất cứ sai sót nào. Khóe miệng, Lũng Gia Lão Tổ có chút co quắp, nhưng hết sức khẳng định nói. Nếu Lũng huynh đã nói vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta hành động thôi. Ta sẽ tận lực đem yêu vân này phát huy uy lực đến cực điểm, cố gắng không động đến cấm chế nơi đây, tiếp cận tiết điểm gần một chút. Thiên Thu Thánh Nữ từ chối cho ý kiến, gật đầu, sau đó thận trọng nói. Tiếp theo nữ tử này bắt quyết, mấy đạo quang mang chợt lóe liền bắn ra hư không bốn phía, chợt lóe liền biến mất không thấy bóng dáng. Trong mắt Hà Lật chợt lóe lam mang, dùng linh mục thản nhiên nhìn lướt qua. Chỉ thấy mây mù bốn phía thoáng động chớp động vài cái. Tiếp theo liền phát ra màu bạc lãnh đạm, cho dù dùng linh mục nhìn cũng vô cùng mơ hồ. Tâm niệm Hà Lập chuyển động vài lần, thu linh mang trong mắt lại. Thiên Thu Thánh Nữ dường như cảm ứng được gì, thâm ý sâu sắc nhìn Hà Lập một cái, vẫn chưa nói gì. Ngược lại đột nhiên thúc giục bảo vật, điều khiển mây mù bay thẳng đến cứ điểm ma tộc. Hà Lập híp mắt lại, nhưng trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, đề cao pháp lực bay theo đám người Lũng Gia Lão Tổ. Giờ phút này tất cả mọi người không nói một lời nào, trên mặt hiện vẻ ngưng trọng. Mặc dù khoảng cách từ chỗ bọn họ đến bầu trời đầy mây đen của cứ điểm cũng không quá xa, bộ dáng chỉ hơn 10 dặm. Chút khoảng cách ấy, dọc đường đi cũng liên tiếp đụng mấy đội ma tộc tuần tra, nhưng dưới sự thao túng xảo diệu của Thiên Thu Thánh Nữ, đám mây mù che giấu hành tung của mọi người, cơ hồ vượt qua đám ma tộc này mà tiến tới. Đám ma tộc này không thể phát hiện ra có điều gì khác thường. Bất quá khi mọi người chỉ còn cách cứ điểm ma tộc hơn 10 dặm, rốt cục kích động một tầng cấm chế pháp trận bố trí hết sức xảo diệu. Một tiếng nổ vang lên, hư không gần đó chợt có vô số hắc mang chớp động, vô số lưỡi dao sắc bén hiện ra, từ bốn phương tám hướng bắn đến. Không tốt, chúng ta đã bại lộ, không cần ẩn nấp nữa, trực tiếp xông vào. Thiên Thu Thánh Nữ thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, không suy nghĩ thêm hét lên, tay áo phất lên. Nguyên bản mây mù đang bao phủ mọi người nhất thời hiện ra, sau đó ngưng lại, hóa thành một tầng quang mạc dày, chắn hắc mang bốn phía ở bên ngoài. Thấy cảnh này, đám người Lũng Gia Lão Tổ hiển nhiên không chần chừ gì nữa. Từng kiện bảo vật và lượng lớn lôi hỏa từ trong tay mọi người phóng ra, hóa thành mảng lớn quang hạ tuôn ra bốn phía. Cấm chế bốn phía ầm một tiếng, dưới một kích hợp lực của đám người, giống như giấy vụn bị đánh vỡ. Đám người cùng độn quang, trực tiếp hóa thành hơn 10 đạo kinh hồng chói mắt lao thẳng lên bầu trời đầy điện của cứ điểm. Động tĩnh lớn như thế, đại quân ma tộc và đám tuần tra trong cứ điểm hiển nhiên đều phát hiện ra, vài tiếng xé gió thật dài phút chốc vang lên từ các nơi trong cứ điểm. Tiếp theo vô số đoàn quang hạ từ gần đó hiện lên, vô số cấm chế linh quang trong nháy mắt bao phủ cả bầu trời cứ điểm. Đồng thời từng đội giáp sĩ ma tộc khuôn mặt dữ tợn, cười các loại ma thú, khí thế hung hãn bay lên trời. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2016, Bảo Hoàng Thánh Hoa. Mà lúc này, độn quang của đám người Hàn Lập và Lũng Gia Lão Tổ chỉ sau vài lần chớp động, rút cục tới phía trước quang mạc màu đen khổng lồ, cũng bị chặn đường đi lại. Phi phát nam tử lâm ra không chút do dự hư không chảo một cái. Một cự chảo màu xanh nhất thời phá không hiện lên, hung hăng chảo xuống. Ầm, quang mạc phía trước trong nháy mắt cuồng hiện vài cái, nhưng lại bình yên vô sự. Sắc mặt phi phát nam tử khẽ biến, sau khi hừ lạnh một tiếng liền định ra tay lần nữa. Nhưng đúng lúc này, lão nho tàng hình trong linh tộc thản nhiên nói một câu giao cho ta. Sau đó phất tay, 7-8 đạo phù lục màu sắc khác nhau bắn ra, chợt lóe liền nhập vào trong hắc quang không thấy bóng dáng. Sau một khắc, nguyên bản quang mạc nhìn như không gì phá nổi bỗng truyền đến một trận ầm vang, bề mặt run rẩy vỡ vụn thành từng mảnh, hiện ra một cái động khổng lồ trước mặt mọi người.
Một màn này khiến cho Phi Phát nam tử thầm rùng mình, có chút giật mình nhìn qua phía lão nho. Xem ra lúc trước Thiên Thu thánh nữ không nói sai, vị lão nho gọi là tàng hình này quả thật tinh thông trận pháp cấm chế, nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng phá vỡ quang mạc như vậy. Vũ Y thiếu nữ và đám tu sĩ nhân tộc có chút ngoài ý muốn, nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép suy nghĩ nhiều. Toàn thân mọi người nổi lên linh quang, hóa thành từng đạo quang mang bay vào trong động. Lúc này, quang mạc màu đen trước động mới lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá chỉ trì hoãn một lát này, một số vệ sĩ ma tộc đi tuần tra gần đó đã hung hãn bao vây lại. Không cần ai chỉ huy, 10 tên hợp thể kỳ không hẹn cùng thúc dục pháp quyết, nguyên bản độn quang phân tán liên kết cùng nhau, hóa thành một đạo trường hồng 7 màu dài hơn 100 trượng, quét về phía đội ngũ ma tộc. Vệ sĩ ma tộc đối diện kinh hãi, nhưng căn bản không thể tránh, bị trường hồng quét qua biến thành cho bụi. Nguyên bản những ma tộc khác đang từ gần đó kéo đến, sắc mặt đại biến, không tự chủ đều dừng lại, không dám liều mạng. Mà trường hồng 7 màu chợt lóe, lấy khí thế không thể chống đỡ phá tan 7 tầng cấm chế, trong nháy mắt tới ngay phía dưới mây đen, không chút khách khí bay vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, từ trong mây đen truyền đến tiếng gầm giận dữ, xen lẫn tiếng sét đánh ầm ầm. Trong điện quang chớp động, từng đạo điện hồ thô to như ngân xà loạn vũ từ trong mây bắn ra. Ngân quang đan vào nhau, tạo thành một lưới điện, đè xuống đám người bên dưới. Nếu là tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, đối mặt với cấm chế kinh người đang mạnh mẽ đè xuống này, chỉ sợ không thể không tránh lui, phòng ngừa hai bên đều bị thương. Nhưng trong đám người Hàn Lập, riêng hợp thể hậu kỳ cũng có đến 4 người, mỗi người đều có thần thông rất lớn. Sao có thể e ngại lôi vọng trước mắt? Lúc này Lũng Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, chỉ có chút tài mọn mà cũng dám lộng hành trước mặt lão phu. Chỉ thấy hắn phất tay, một cái bình nhỏ màu bạc từ trong tay bay ra, đón gió liền biến to một thước. Miệng bình phát ra tiếng vù vù, một cổ khí trắng từ đó phun ra, hóa thành vô số quang ti bắn lên trời cao. Tình cảnh quỷ dị xuất hiện, điện hồ đầy trời nọ bị khí trắng bao phủ, phút chốc đều bị hút vào tiểu bình màu bạc. Trong nháy mắt, điện hồ đầy trời đều bị bình bạc hút hết không còn một mảnh, hư không nhất thời lại trở nên bình thường. Tinh Lôi Bình, ngươi là người của Lũng Gia nhân tộc, ma tộc mới vừa rồi gầm lên trong mây đen. Thấy cảnh này, giọng nói trở nên cực kỳ kinh sợ, dường như nhận ra ngân bình trong tay Lũng Gia lão tổ. Không ngờ lại nhận ra chấn tộc chi bảo cũng Lũng Gia chúng ta. Xem ra có lẽ là tên tôn giả ma tộc nào đó. Chúng ta không cần quan tâm đến hắn, trực tiếp xông vào là được. Lũng Gia lão tổ không thèm để ý, thản nhiên nói, phất tay một cái, liền thu bình nhỏ vào trong tay áo. Hàn Lập và đám người Thiên Thu thánh nữ hiển nhiên không có ý kiến. Lúc này 10 người hợp pháp lực lại, thúc dục trường hồng bay vào trong mây đen. Trong đám mây cho dù còn một số cấm chế khác, nhưng lấy 10 người đồng loạt ra tay, khí thế không thể chống đỡ, giống như đậu hũ bị một kích phá tan. Sau vài lần chấp động, trường hồng 7 màu liền xuất hiện phía trước một thông đạo phát ra dị quang màu xám. Nhưng phía trước thông đạo, mấy trăm tên ma tộc tinh nhuệ dưới sự dẫn đầu của một ma ảnh cao lớn đang chắn phía trước. Mặc dù cả người ma ảnh bị hắc khí lượn lờ, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng trong đôi mắt sáng sau khi nhìn thấy nhiều tồn tại hợp thể kỳ như Hàn Lập, rõ ràng hiện lên vẻ hoảng sợ khó tin. Hừ, quả nhiên là tôn giả ma tộc. Trường hồng tán đi, đám người Lũng Gia lão tổ và Thiên Thu thánh nữ hiện ra thân hình. Sau khi nhìn lướt qua ma ảnh, Thiên Thu thánh nữ nhướng mày nói một câu, chỉ là một gã ma tôn, sao có thể ngăn cản chúng ta? Nếu hắn thật sự dám ra tay thì đúng là tự tìm đường chế. Không cần để ý tới hắn, mau đi qua thông đạo thì tốt hơn, tránh để đêm dài lắm mộng. Thánh linh trong ngân quang nhìn ma ảnh đối diện một cái, cười lạnh nói. Thiên Thu thánh nữ gật đầu đồng ý, dẫn đầu hóa thành một đoàn linh quang bay về phía đối diện. Lão Nho và mấy tên thánh linh khác không nói hai lời bay sát theo sau. Hiện tại không phải lúc dây dưa, chỉ cần ma đầu này không ra tay, chúng ta cũng không cần để ý đến hắn. Trong mắt Lũng Gia lão tổ chợt lóe tinh quang, không chút chần chừ nói với đám người Hàn Lập, tiếp theo hóa thành một đạo kim hồng bay đi. Đám người Hàn Lập hiển nhiên cũng không chần chờ, phát ra tiếng xé gió bay qua.
bộ dáng không coi trọng đám ma tộc kia. Ma ảnh phía đối diện thấy đám hợp thể kỳ khí thế hung hãn xông tới, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, trong lòng sau khi chần chừ một lúc, cuối cùng cắn răng khoát tay, mang theo đông đảo thủ hạ né qua hai bên, để lộ một thông đạo vào cửa. Thánh linh trong ngân quang cuồng tiếu một tiếng, liền dẫn đầu chợt lóe bay vào thông đạo, biến mất trong tiếng ầm ầm. Đám người Thiên Thu Thánh Nữ, Hà Lập ở phía sau cũng không chút do dự, trước sau bay vào trong. Trong thông đạo sau khi ba động kịch liệt một trận, tất cả tiếng động liền biến mất, lần nữa khôi phục như lúc đầu. Nhưng ma ảnh bên ngoài nhìn vào trong thông đạo, sắc mặt âm u một trận, đám thủ hạ phía sau có người cảm thấy bất an. Vội tiến lên cẩn thận hỏi, đại nhân, có nhiều cường giả dị tộc xông vào ma giới chúng ta như vậy, khẳng định là có ý đồ không tốt. Chúng ta có nên lập tức đuổi theo, không? Hừ, đuổi theo ư? Vạn nhất mấy kẻ nọ mai phục tại lối ra, bổn tọa đi qua chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ma ảnh cao lớn hừ lạnh một tiếng, không tức giận nói. Tên trung giai ma tộc kia thấy vẻ mặt băng hàn của ma ảnh, thầm rùng mình. Sau khi vâng vâng dạ dạ vài câu, liền lui trở về, không dám nói thêm gì. Nhưng đúng lúc này, trong mây đen truyền đến một tiếng huyết dài. Tiếp theo mây mù quay cuồng, một cổ lục sắc ma phong gào thét cuồn cuồn mà đến. Xoay chuyển một vòng liền dừng phía trước ma ảnh không xa, hiện ra một lục sắc nhân ảnh cao gầy. Đúng là một trung niên nam tử, hai hàng lông mày dựng thẳng đứng, sau lưng có hai cánh. Khách huynh, đám tu sĩ dị tộc nọ, sao ta lại không nhìn thấy bóng dáng một tên nào? Nam tử có cánh sau khi nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng vội vàng hỏi ma ảnh. Hóa ra là Phong huynh, ngươi tới chậm rồi, những kẻ đó đã tiến vào trong thông đạo. Ma ảnh nhìn nam tử, trầm giọng trả lời. Cái gì? Sao ngươi không ngăn cản chúng lại? Vạn nhất việc này bị Thánh Tổ Đại Nhân biết thì chúng ta bị trách phạt không nhẹ đâu. Nam tử có cánh vừa nghe nói thế, sắc mặt không khỏi đại biến. Ngăn cản bằng cách nào đây? Đám người đó hơn 10 tên, hơn nữa cảnh giới đều ngoài hợp thể kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng có vài tên. Nếu không phải bọn chúng vội vàng tiến vào thông đạo, ta sợ rằng đã bị chúng tiện tay giết chết, đâu còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với Phong huynh. Ma ảnh sau khi trầm mặc một chút mới lạnh lùng nói một câu. Cái gì? Đều ngoài hợp thể kỳ? Chẳng lẽ khách huynh nói giỡn? Nam tử có cánh thất kinh, kinh ngạc hỏi. Không riêng gì ta, những kẻ khách đều tận mắt nhìn thấy. Nếu không thì ta sao dám không sợ Thánh Tổ Đại Nhân trách phạt? Ma ảnh thở dài một hơi, bộ dáng bất lực. Nam tử có cánh sau khi nhìn lướt qua đám ma tộc phía sau ma ảnh, nhìn ra đồng bạn không nói giỡn, không khỏi có chút trợn mắt. Một lúc lâu sau, hắn mới thì thào nói một câu. Phiền toái lớn rồi, mặc kệ nói thế nào thì nhiều cao giai dị tộc xông vào thánh giới cũng không phải chuyện nhỏ. Ta nhất định phải bẩm báo chi tiết cho Thánh Tổ Đại Nhân mới được. Ma ảnh nghe xong, ánh mắt chớp động quỷ dị, vừa định trả lời thì đột nhiên một giọng nói nữ tử vang vọng khắp hư không. Việc này các ngươi không thể bẩm báo lên cấp trên, cứ thành thật giấu trong lòng là được. Là kẻ nào? Lần này, ma ảnh và nam tử có cánh giật nảy mình, lập tức thân hình chớp động đứng tựa vào nhau. Đồng thời ma quang trên người chớp động, một kẻ lấy ra một trường kiếm màu bạc, một kẻ lấy ra một trường thương màu đen. Bộ dáng hai người cực kỳ đề phòng. Bọn họ hiểu rất rõ, có thể giấu giếm được tai mắt của mình, ẩn thân gần như thế. Thần thông tuyệt đối lớn không dưới bản thân, trong lòng hiển nhiên 12 phần cảnh giác. Nhưng đúng lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến một mùi thơm mát. Tiếp theo trên trời cao ba động, một cây hoa thật lớn cao hơn 10 trượng không chút dấu hiệu hiện ra. Cây hoa này toàn thân trong suốt, trên thân trải rộng những đóa hoa lạ màu hồng, có vẻ cực kỳ diễm lệ. Bảo Hoàng Thánh Hoa, là Bảo Hoa Đại Nhân. Nam tử có cánh vừa thấy đóa hoa này, khuôn mặt vặn vẹo giống như bị người ta đánh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi. Tiếp theo dướn người, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ một cái, hóa thành một trận cuồng phong bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, kỳ hoa trên thân cây bắt đầu bốc cháy, từng cánh hoa trong nháy mắt hóa thành vô số ngọn lửa hồng từ không trung bốc cháy rơi xuống. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2017, Thiên Khấp và Hạc Nhan.
ngọn lửa hồng nhìn như chậm rãi hạ xuống, nhưng không biết vì sao chỉ chớp một cái liền rơi chính xác vào người tất cả ma tộc bên dưới. Ngay cả nam tử có cánh đang liều mạng bỏ chạy cũng không thể tránh được kiếp nạn này. Phốc phốc, đám ma tộc trong nháy mắt bị phấn diễm dính vào, liền phát ra xích quang chói mắt, trong chớp mắt biến thành từng luồn khói xanh, biến mất trong hư không. Phủ cân thông đảo, trong chốc lát chỉ còn lại một mình ma ảnh cao lớn kia ma tôn này nhìn cây hoa trong suốt trên trời cao. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin, tiếp theo không chút do dự quỳ xuống. Bái kiến Bảo Hoa đại nhân, khách vân còn sống đến ngày có thể nhìn thấy đại nhân, thì cuộc đời này đã không còn gì tiếc nuối nữa. Ma ảnh vô cùng kích động nói, khách vân, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, tính ra cũng là chuyện rất lâu rồi. Một tiếng thở dài từ hư không truyền ra, trên cây hoa nổi lên ba động, hai đạo nhân ảnh một trắng một đen đồng thời hiện ra, đúng là Bảo Hoa Thánh Tổ mặc cung trang màu trắng và hắc giáp đại hán. Bảo Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua ma ảnh bên dưới, trên mặt hiện lên một tia cảm khái, đại nhân, quả nhiên là người. Rất nhiều người nói rằng lão nhân gia người đã chết, nhưng thuộc hạ lại không tin. Lấy thần thông của đại nhân, cho dù hoàn cảnh ác liệt đến cỡ nào cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Ma ảnh vừa nhìn thấy cung trang nữ tử hiện thân, trong lòng không còn bất cứ hoài nghi gì nữa, lúc này vô cùng hưng phấn trả lời. Năm đó ta bị hai tên kia liên thủ vây công, mặc dù bảo vệ được tính mạng nhưng cũng bị đánh rớt xuống một cảnh giới, phải cường hành phá vỡ không gian, dẫn theo một phần thủ hạ chạy trốn tới linh giới. Nhưng đám ám bộ các ngươi không ngờ vẫn bình yên vô sự, khiến ta cũng có chút vui mừng. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, ta phải kiểm tra thần thức của ngươi một chút. Bảo Hoa nhìn chằm chằm ma ảnh, đôi mắt đẹp híp lại nói, vâng, đại nhân. Đây là chuyện đương nhiên, thần thông hai kẻ nọ cũng không thua kém đại nhân bao nhiêu. Thuộc hạ nếu bị bọn họ ngầm hạ cầm chế, thật đúng là không thể phát giác ra. Thân hình ma ảnh có chút phát lạnh, nhưng không suy nghĩ thêm, gật đầu nói, tốt, ngươi biết thế là được, trước tiên đứng dậy đến đây. Thần sắc Bảo Hoa hòa hoãn, bàn chân ngọc vừa động liền từ từ bay xuống. Hắc giáp đại hán hiển nhiên không nói hai lời theo sát phía sau. Cây hoa trong suốt trên trời cao sau khi chợt lóe, liền hóa thành một luồng quang hà màu hồng nhập vào trong thân hình nữ tử. Ma ảnh sau khi đứng dậy, cung kính đứng tại chỗ. Giờ phút này vị ma tôn này thu ma khí trên người lại, hiện ra bản thể đúng là một đại hán khuôn mặt vuông vức, trên đầu có một cặp sừng cong màu đen. Bảo Hoa Thánh Tổ không nói thêm gì, vừa tới trước ma ảnh liền không chút do dự giơ một ngón tay ngọc lên, điểm vào giữa trán. Phốc một tiếng, một đao tế ti trong suốt từ đầu ngón tay bắn ra, chợt lóe liền chui vào trong trán đại hán phía đối diện. Bảo Hoa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại hán đầu tiên lộ ra vẻ thống khổ, nhưng sau khi tinh quang trong mắt tan đi, lập tức trở nên thất thần. Tế ti không ngừng khẽ rung động, trên mặt đại hán thủy chung vẫn duy trì vẻ mờ mịt, thời gian từng chút trôi qua. Đột nhiên cung trang nữ tử khẽ nhíu mày, tế ti trong tay phút chốc phát ra kim quang chói mắt, một trận ba động khác thường từ tế ti tuôn ra, tuôn về phía đầu đại hán. Đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, từ mũi chảy ra từng vết máu nhạt, nhưng lập tức quỷ dị khô lại, hơn nữa khuôn mặt vặn vẹo một trận. Từ trong mũi bắn ra một đoàn hôi sắc quang điểm nhỏ cỡ hạt đậu, xoay quanh một vòng liền phá không bắn thẳng về phía chân trời lưu lại cho ta. Ngọc dung Bảo Hoa trầm xuống, bàn tay ngọc nhấc lên, nhẹ nhàng điểm vài cái về phía quang điểm. Nhất thời vài đao tế ti giống y lúc trước chợt lóe bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đoàn quang điểm này, sau đó thu lại tất cả vào trong tay áo. Bất quá nữ tử vẫn chưa dừng lại, mâu quang đảo qua khuôn mặt đại hán, há miệng phun ra vài đoàn quang điểm vào trong trán đại hán. Lúc này tế ti mới vỡ vụn, hóa thành từng điểm bạch quang biến mất. Thần sắc đại hán vừa động, vẻ đờ đẫn trong mắt biến mất, tinh quang chợt lóe lần nữa khôi phục thần trí. Bảo Hoa đại nhân, ngươi quả nhiên bị bọn họ ngầm hạ một loại cấm chế vô cùng âm độc. Bất quá yên tâm đi, đã không sao rồi, cấm chế đã bị ta hóa giải, hơn nữa còn thay bằng một loại cấm chế khác để qua mặt bọn hắn. Trừ phi hai kẻ nọ tự mình ra tay dò xét thân thể ngươi, nếu không tuyệt đối không phát hiện ra dị thường trong đó. Cung trang nữ tử lạnh nhạt nói, đa tạ đại nhân cứu giúp, kể từ đó thuộc hạ cũng yên tâm phần nào.
Bất quá đại nhân vì sao lại xuất hiện nơi đây? Nơi này mặc dù không có kẻ nào có thể tạo thành uy hiếp cho đại nhân, nhưng vạn nhất bị phát hiện thì vẫn rất bất lợi cho đại nhân. Ma ảnh liên tục cảm ơn, cũng có chút lo lắng nói ta ở đây hiển nhiên là có dụng ý riêng. Trước tiên ta hỏi ngươi, mới vừa rồi có kẻ nào tiến vào thông đạo tiếp điểm phía sau ngươi không? Bảo Hoa Thánh Tổ nhìn về phía cửa thông đạo màu xám, thần sắc có chút phức tạp hỏi một câu. Đúng là có một đội dị tộc nhân xông vào thông đạo, trong đó một nửa là nhân tộc, một nửa là linh tộc, hơn nữa đều là tồn tại ngoài hợp thể kỳ, cho nên thuộc hạ không dám ngăn cản bọn họ. Đại hán nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng thành thật trả lời. Ngươi làm vậy là đúng rồi. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, chuyện những dị tộc nhân xông vào thông đạo. Hãy tìm cách che giấu cho ta, trước tiên đừng để thánh giới bên kia biết. Mặc dù việc này không thể giấu được lâu, nhưng có thể trì hoãn được bao lâu thì cứ trì hoãn. Ngươi làm được không? Bảo Hoa Thánh Tổ sau khi hơi trầm ngâm, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh. Việc này mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng một kẻ khác giám thị ta đã bị đại nhân giết. Nơi đây hiện tại chỉ có mình ta làm chủ, cũng có thể giấu được chuyện này vài năm. Đại hán, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng hết sức tự tin nói. Vậy là đủ rồi. Hắc Ngạc, chúng ta cũng tiến vào Thôi Cung Trang Nữ Tử sau khi gật đầu hài lòng, liền không quay đầu lại ra lệnh, phiêu phù bay vào trong thông đạo. Hành động này khiến sắc mặt Đại Hán và Hắc Ngạc cùng đại biến. Bất quá hai người, một người sau khi mấp máy môi vài cái, cuối cùng không nói được lời nào làm ra tư thế cung tiễn. Một người thì ánh mắt sau khi biến ảo một lúc, vẫn âm thầm cắn răng bay theo. Trong thông đạo sau khi lần nữa vang lên hai tiếng ầm ầm, thân ảnh cung trang nữ tử và hắc giáp đại hán liền biến mất không thấy. Mà đại hán sau khi nhìn vào thông đạo một lúc, lại nhìn ra hư không trống trơn xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Nhưng sau khi hắn hơi trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu huýt một tiếng dài, tiếng huýt gió hùng hậu vang vọng, giống như có thể phá vỡ đất đá bắn thẳng lên 9 tầng mây. Sau một lát, trong mây đen liên tiếp chớp động bóng người, từng đội ma tộc khống chế đủ loại ma thú hiện ra. Đại hán thấy cảnh này, hắc khí ngoài thân nổi lên, không chút do dự nghênh đón. Bên kia thông đạo ở ma giới, ba động nổi lên, thân ảnh Bảo Hoa Thánh Tổ và Hắc Ngạc không tiếng động hiện lên trong một đoàn hôi quang. Sự xuất hiện của bọn họ ngay lập tức khiến những ma tộc bao quanh phải giật mình. Đám ma tộc này hơn phân nửa là ma tộc thấp giai. Cung trang nữ tử chỉ thản nhiên nói với hắc giáp đại hán một câu, giao cho ngươi. Tiếp theo thân ảnh vừa động, liền trực tiếp biến mất vào hư không gần đó. Mà hắc giáp đại hán ở lại, sau khi nhìn đám ma tộc xung quanh một lượt, phát hiện không có tồn tại hợp thể kỳ, lúc này nhe răng cười, trên người nhất thời tuôn ra ma khí cuồn cuộn tuôn về bốn phía. Sau thời gian một chén trà nhỏ, trên một đỉnh núi vô danh cách đó mấy vạn dặm, Hắc Ngạc lần nữa bay tới cạnh Bảo Hoa, cung kính đứng một bên. Hình như ngươi có chút hoảng loạn đối với việc ta mang ngươi trở lại thánh giới. Cung trang nữ tử nhìn núi rừng mênh mông xung quanh, đột nhiên không chút cảm tình hỏi một câu. Thuộc hạ không dám. Chủ nhân làm thế khẳng định là có lý do riêng. Hắc giáp đại hán giật mình một cái, lập tức có chút sợ hãi trả lời. Trong lòng ngươi có chút sợ hãi là chuyện hiển nhiên. Lần này ta trở lại thánh giới cũng có chút mạo hiểm, thậm chí còn có thể chết. Dù sao thì hai tên gia hỏa Thiên Khớp và Hạc Nhan không bao giờ quên ta. Một khi phát hiện ta về tới thánh giới, một hồi đuổi giết là không thể tránh được. Mà lấy tu vi hiện tại của ta, đối mặt với một tên còn miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Nhưng hai tên liên thủ thì ta khẳng định phải chết. Dù sao hai tên này ngồi ở chức vị thủy tổ còn lâu hơn ta. Bảo Hoa thu ánh mắt lại, lần nữa nhìn Hắc Ngạc, thản nhiên nói. Chủ nhân nếu biết như vậy mà còn mạo hiểm tiến vào thánh giới, hẳn là có liên quan đến việc bói toán lần trước. Hắc Ngạc do dự một chút, cẩn thận trả lời. Không sai, nhưng bởi vì bói toán không hoàn toàn thành công, quẻ tượng trở nên có chút thiếu sót. Cho dù là ta thì cũng chỉ có thể tìm hiểu được một nửa. Nhưng bên cạnh đó, ngươi có biết ta đã bói được gì từ quẻ tượng này không? Cung trang nữ tử nhìn chằm chằm Hắc Ngạc, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ cổ quái. Thuộc hạ hoàn toàn mù tịt về bói toán, xin Bảo Hoa chủ nhân chỉ giáo. Hắc Ngạc sợ run, không khỏi cười khổ một tiếng. Ngươi không muốn đoán cũng không sao,
quái tượng kia nội dung không tốt. Ngươi chỉ cần biết rằng trước khi những người kia chưa đạt được mục đích, không được động đến họ, cũng không để bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Thậm chí để bọn họ thuận lợi đạt được mục đích, chúng ta có lẽ còn phải âm thầm giúp bọn họ một chút. Sâu trong đôi mắt Bảo Hoa hiện lên ngân quang, nói ra những lời khiến Hắc Ngạc có chút trợn mắt há mồm. Nếu chủ nhân đã nói thế thì thuộc hạ nhất định nghe theo. Cuối cùng, Hắc Giáp Đại Hán vẫn đè nén tất cả nghi hoặc trong lòng xuống. Lần này ngươi đi theo giúp ta cũng không ít. Chỉ cần tiếp theo tận tâm hết sức, sau này gặp bình cảnh tiến giai đại thừa kỳ, chỉ cần ta khôi phục pháp lực, sẽ giúp ngươi một tay. Bảo Hoa nhìn Hắc Ngạc, trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng, hứa hẹn nói. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2018, Ma Nguyên Hải. Đa tạ chủ nhân ban ơn, Hắc Ngạc cho dù thịt nát xương tan cũng nhất định trợ giúp chủ nhân đạt được tâm nguyên lần này. Hắc Giáp Đại Hán nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng ra vẻ tận tâm nói. Thế thì tốt, sau này tất cả mọi việc ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo ta sai bảo là được. Thời gian của chúng ta cũng không còn ngắn, đuổi theo những tu sĩ nhân tộc đó thôi. Cung trang nữ tử hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn phía núi non phía xa, hàn quang trong mắt chợt lóe nói. Vâng, chủ nhân. Hắc Giáp Đại Hán cung kính đáp. Vì vậy Bảo Hoa phất tay lên, hư ảnh cây hoa lần nữa chợt lóe, bao phủ hai người vào trong, hóa thành một đoàn phấn hồng quang hà bay về phía trước. Đồng thời cùng lúc đó, trên trời cao cách đó mấy vạn dặm, Hàn Lập và đám người Lũng Gia Lão Tổ đang không tiếng động bay đi. Mặc dù lúc tiến vào thông đạo, bọn họ gặp chút ngoài ý muốn, nhưng từ sau khi ra khỏi thông đạo, tất cả lại giống y đúc với dò xét ban đầu của Lũng Gia Lão Tổ. Không chỉ vị trí cửa ra ma giới đúng là ở Huyết Thạch Sơn Mạch, mà bên ngoài thông đạo cũng có một số ma tộc bình thường đóng quân. Vì không để người khác chú ý, bọn họ không đại khai sát giới. Sau khi lao ra liền không chút do dự chạy trốn. Huyết Thạch Sơn Mạch tại ma giới là nơi tư nguyên ma khí cực kỳ thiếu thốn, hơn nữa lại chiếm khu vực rộng lớn, cho nên đoạn đường đi tới, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng ma tộc khác. Điều này làm cho tâm tư của đám người Lũng Gia Lão Tổ nhất thời buông lòng xuống một nửa. Cứ bay như vậy về phía trước hơn nửa tháng, sau khi dọc đường giải quyết một đám ma cầm không biết tên, đám người Hàn Lập rốt cục bay ra khỏi phiến sơn mạch đen tối phía dưới. Phía trước hiện ra một phiến thảo nguyên rộng lớn xanh biếc. Trên thảo nguyên đầy hoa cỏ, lọt vào tầm mắt đều là tiên hoa trải rộng khắp nơi, mênh mông vô tận. Nhưng khoảng hư không thấp lại có hắc hôi chi khí thản nhiên bay lượn, rõ ràng ma khí dày đặc hơn vùng sơn mạch lúc trước. Lúc này, Lũng Gia Lão Tổ lên tiếng gọi mọi người dừng lại, tụ tập một chỗ bắt đầu thương lượng hành trình cụ thể tiếp theo. Vị trí của Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên, theo như lời Linh Vương Đại Nhân trên thượng giới để lại, nó nằm trong một hòn đảo nhỏ thần bí ở tận cùng phía đông Ma Nguyên Hải. Vị trí cụ thể thì mặc dù thiếp thân có chút đầu mối, nhưng phải tới đó mới có thể sử dụng. Hiện tại việc cần làm là phải nhanh chóng bình an đến Ma Hải này. Ta nghĩ việc này chắc Lũng Đạo Hữu cũng đã chuẩn bị tốt. Vẻ mặt Thiên Thu Thánh Nữ nghiêm nghị nói với đám tu sĩ bên nhân tộc. Mấy năm nay ta chuyên môn tìm hiểu tình hình các khu vực ở ma tộc, ngoại trừ vài nơi không rõ, thì cuối cùng cũng có chút kết quả. Lấy vị trí hiện tại của chúng ta, muốn đến Ma Nguyên Hải thì có 3 con đường. Nhưng 3 con đường này đều có lợi và hại. Một mình Lão Phu không cách nào quyết định được, phải cùng chư vị Đao Hữu thương lượng một chút. Thậm chí nói không chừng chúng ta đều phải thử nghiệm một chút mới có thể ra quyết định cuối cùng. Lũng Gia Lão Tổ vuốt cằm, ngưng trọng trả lời. 3 con đường nào, Lũng Huynh nói ra cho chúng ta nghe thử một chút. Nam tử Lâm gia không suy nghĩ thêm hỏi. Hàn Lập và đám người Vũ Y thiếu nữ cũng lộ ra vẻ mặt chú ý. Con đường thứ nhất, đó là chúng ta cứ đi thẳng về phía trước phiến thảo nguyên này, tiến vào bình nguyên này nhiều ngày, sau đó đi ngang qua mấy nơi phồn thịnh của ma tộc nhiều ngày, mượn truyền tống pháp trận của một số cự thành ma tộc, liền dễ dàng tới Ma Nguyên Hải. Nhưng phiền toái duy nhất là thành thị ma tộc này khẳng định có tôn giả ma tộc, thậm chí là hóa thân thánh tổ tỏa chấn, thậm chí còn bố trí nhiều cấm chế lợi hại.
Cho dù ta có Nguy Ma Châu thì nhiều lắm cũng chỉ có 2 thành cơ hội vượt qua kiểm tra. Đây phải là dưới tình huống vận khí của chúng ta tốt đến mức nghịch thiên. Lũng Gia Lão Tổ sắc mặt không đổi nói ra con đường thứ nhất. Tỷ lệ chỉ có 2 thành, quá thấp, không thể đi đường này. Vũ Y thiếu nữ nghe xong, nhíu mày, không suy nghĩ thêm phản đối. Diệp Đao Hữu nói có lý. Mặc dù con đường này mất ít thời gian nhất, nhưng quả thực cũng rất mạo hiểm. Ta cũng không tán thành con đường này. Đôi mắt Thiên Thu Thánh Nữ chớp động mâu quang, chậm rãi lắc đầu. Hàn Lập và đám linh tộc không mở miệng, nhưng nhìn vẻ mặt thì hiển nhiên đều giống nhau. Lũng Gia Lão Tổ thấy cảnh này, không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại nói thẳng ra con đường thứ hai. Con đường thứ hai, chúng ta có thể trước tiên đi tới trung tâm Thảo Nguyên, sau đó dọc theo Đệ Ngũ Ma Hà nổi danh ở ma giới, trực tiếp tiến vào trong biển, sau đó xuyên qua vô số vùng biển, cuối cùng tiến vào Ma Nguyên Hải. Lấy sự rộng lớn của các vùng biển tại ma giới, chúng ta hiển nhiên không lo bị cao giai ma tộc phát hiện thân phận. Nhưng cái khó chính là trong biển có rất nhiều ma thú. Chúng ta nếu gặp phải đàn thú biển hơn vạn con thì chỉ có thể chạy trối chết, càng huống chi trong biển sâu ma giới không thiếu lượng lớn thú biển hóa hình đạt tới cấp độ ma tôn. Thậm chí trong truyền thuyết còn nghe nói có thú biển đạt tới cấp độ thánh tổ. Hơn nữa đi con đường này thì phải mất thời gian 5-6 năm mới tới đích. Đi đường biển rất nguy hiểm. Biển ở ma giới mặc dù ta không hiểu rõ lắm, nhưng thú biển ở linh giới chúng ta cũng rất lợi hại. Ngay cả mấy đại tộc mạnh mẽ tại linh giới chúng ta đều phải e sợ. Càng huống chi chúng ta không quen thuộc đường biển, vạn nhất đâm đầu vào trong vùng biển nguy hiểm nào đó, mạng nhỏ khi đó rất khó giữ được. Lũng huynh, con đường thứ ba là gì? Thiên Thu Thánh Nữ nhướng mày, không đồng ý tiếp tục hỏi. Con đường cuối cùng, đó là chúng ta đi về phía tây của phiến thảo nguyên này, tiến vào nơi hoang dã mà ngay cả ma tộc cũng rất ít đặt chân đến. Nơi đây cũng giống như nơi man hoang ở linh giới chúng ta. Mặc dù có một số loại ma thú lục địa, nhưng số lượng ít hơn trong biển rất nhiều. Lấy thực lực chúng ta thì không cần lo lắng. Nhưng đi con đường này, muốn đến Ma Nguyên Hai sẽ mất thời gian rất dài. Thậm chí còn phải xuyên qua Huyễn Khiếu sa mạc lừng danh tại ma giới. Phiến sa mạc này là một trong 10 cấm địa ở ma giới. Vô luận tu sĩ có tu vi cỡ nào, khi tiến vào trong đều bị áp chế hết 9 thành tu vi. Càng đáng sợ chính là trong phiến sa mạc này, bất cứ độn thuật hay bảo bối đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng chân đi bộ qua. Khóe miệng Lũng Gia Lão Tổ co quắp nói. Trong Huyễn Khiếu sa mạc có ma thú hoặc độc trùng gì lợi hại không? Hàn Lập nghe xong, trong lòng vừa động, chủ động mở miệng hỏi một câu. Không có, mặc dù trong Huyễn Khiếu sa mạc có một số ma thú thấp dài, nhưng cho dù chúng ta bị áp chế 9 thành pháp lực, vẫn dễ dàng đối phó. Thứ duy nhất tạo thành uy hiếp chính là Huyễn Khiếu ma phong nổi danh ở phiến sa mạc này. Bất quá chỉ có pháp lực chúng ta bị áp chế, còn thần niệm thì vẫn không chút tổn hại. Ma phong ngay cả khi có chút phiền phức, nhưng nếu chúng ta cẩn thận một chút thì vẫn có thể vượt qua. Lũng Gia Lão Tổ sau khi suy nghĩ một chút, khẳng định nói. Đã như thế thì chúng ta chọn con đường thứ ba. Chỉ cần tốn một chút thời gian là được. Lũng huynh cần gì nghiêm túc đến thế? Trong đó hẳn là có ngọn nguồn khác. Hàn Lập khẽ cười hỏi. Hàn huynh nói không sai. Nếu chỉ đơn giản như thế thì lão phu căn bản sẽ không chuẩn bị 2 con đường khác, sớm trực tiếp chọn con đường này. Quan trọng chính là Huyễn Khiếu sa mạc này thật sự rất rộng. Nếu chúng ta không thể bay và dùng bảo vật thì đi bộ qua khu vực này, không mất thời gian 5-60 năm, căn bản không thể đi hết. Lũng Gia Lão Tổ nghe Hàn Lập hỏi, cười khổ trả lời. 5-60 năm. Vừa nghe nói thế chẳng những Hàn Lập biến sắc, mà Vũ Y thiếu nữ cũng hít một ngụm lương khí. Chỉ có Thiên Thu Thánh Nữ là thoáng giật mình, cũng không tỏ vẻ gì khác. Mà mấy tên thánh lãnh nọ cũng không tỏ gì. Hiển nhiên đám linh tộc này đối với tình hình Huyễn Khiếu sa mạc có chút hiểu rõ. 5-60 năm. Không được, thời gian lâu quá. Chờ khi chúng ta tới Ma Nguyên Hải, sợ rằng ma kiếp ở linh giới cũng sớm kết thúc. Hơn nữa thời gian càng kéo dài, trên đường càng có thể phát sinh một số chuyện không lường được. Lúc này đây, Phi Phát nam tử phản đối. Nếu Lâm huynh cảm thấy quá lâu, vây con đường thứ nhất và thứ hai, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn? Lũng Gia Lão Tổ thản nhiên hỏi ngược một câu. Cái thứ nhất rất nguy hiểm,
cái thứ hai mặc dù cũng có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút vẫn có cơ hội. Vạn nhất vận khí không tệ, liền không cần trêu chọc đến thú biển, thuận lợi đến Ma Nguyên Hải. Sắc mặt Phi Phát nam tử sau khi âm tình bất định một lát, cắn răng nói: "Ô, đi bằng đường biển quả thực là một con đường có thể chấp nhận. Thiên Thu đạo hữu, Hàn đạo hữu, hai người các ngươi cảm thấy thế nào?" Lũng Gia lão tổ vẫn chưa bình luận gì, hỏi Thiên Thu thánh nữ và Hàn Lập: "Nơi này ngoại trừ thánh linh trong bạch quang không nói lời nào, thì chỉ còn hai người bọn họ là tu sĩ hợp thể hậu kỳ." Lũng Gia lão tổ hiển nhiên coi trọng con đường thứ hai, thoạt nhìn có vẻ là lựa chọn tốt nhất so với hai con đường còn lại. Nhưng nếu con đường thứ ba có thể giảm bớt thời gian thì quả thực là một lựa chọn ổn thỏa hơn cả. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, chậm rãi trả lời: "Thiếp thân cũng hiểu biết tình hình ở đây, đi đường biển không thành vấn đề gì. Nhưng Hàn huynh có điều chưa biết, kỳ thật xuyên qua huyễn khiếu sa mạc cũng không cần đến 50-60 năm. Có một cách có thể giảm bớt gần nửa thời gian. Chỉ cần 30 năm là có thể đi qua huyễn khiếu sa mạc. Bất quá cho dù 30 năm thì đối với chúng ta cũng quá lâu." Thiên Thu thánh nữ đột nhiên cười nói: "Ô, có chuyện này sao? Đạo hữu không nói thì lão phu thật sự không biết việc này." Lũng Gia lão tổ nghe xong, có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Hàn mỗ xin rửa tai lắng nghe." Vẻ mặt Hàn Lập vừa động, lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2019, Bát Túc Ma Tích và Tiên Hồn Đàn. Theo ta được biết, trong huyễn khiếu sa mạc có một loại ma thú chân quý hiếm có tên là Bát Túc Ma Tích. Loại ma thú này mặc dù không thể phi hành nhưng lại di chuyển nhanh như gió trong sa mạc. Nếu có thể kiếm được vài con để cưỡi thì có thể tiết kiệm gần nửa thời gian. Thiên Thu thánh nữ chậm rãi nói: "Đã có loại ma thú này thì coi như đã chọn xong đường đi rồi. Dù sao con đường này so với đi hải vực thì an toàn hơn nhiều, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi." Vũ Y thiếu nữ nghe xong, như nghĩ tới điều gì đó, nói: "Diệp tiên tử tưởng rằng sự việc đơn giản như vậy sao? Ma hạch, xương, da của Bát Túc Ma Tích là thứ rất có giá trị. Trải qua nhiều năm liên lục tìm giết như vậy, ma thú này sớm đã bị giết sạch không còn. Cho dù còn sót lại một số Bát Túc Ma Tích thì không phải đang ẩn thân tại chỗ sâu trong sa mạc, cũng bị mấy đại thế lực ma tộc địa phương âm thầm nuôi dưỡng. Nếu chỉ cần một hai con thì nói không chừng chúng ta còn có cách. Nhưng nếu muốn mỗi người tìm một con thì cơ hồ là chuyện không thể được." Thiên Thu thánh nữ thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Nếu loại ma tích này hiếm như thế thì chúng ta có thể dùng linh thú hoặc ma thú khác. Trong tay ta cũng có vài con linh thú am hiểu chạy trên đất liền." Ánh mắt Vũ Y thiếu nữ hơi đổi, đề nghị nói: "Áp chế của huyễn khiếu sa mạc lên các loại thú rất lợi hại. Loại thú bình thường cho dù bên ngoài hành động có nhanh nhẹn thế nào, khi tiến vào sa mạc này lập tức sẽ trở nên chậm vô cùng, căn bản không thể chịu được lâu. Chỉ có ma thú vốn sống trong huyễn khiếu sa mạc mới không bị ảnh hưởng. Mà trong số ma thú đó, Bát Túc Ma Tích lại là loại chạy nhanh nhất. Nếu đổi lại là ma thú khác thì tốc độ không bằng một nửa." Thiên Thu thánh nữ nhíu mày nói. Vũ Y thiếu nữ nghe vậy, hiển nhiên lộ ra vẻ thất vọng. Mà Hàn Lập nghe đến đó, trên mặt hiện lên một chút khác thường. Nữ tử này hiểu rõ chuyện ở ma giới như thế, xem ra trước đó linh tộc chuẩn bị không kém chút nào so với Lũng Gia. Thậm chí đối với các thế lực và địa phương ở ma giới còn hiểu tường tận hơn. Nếu không thì Lũng Gia lão tổ cũng không đến không biết chuyện Bát Túc Ma Tích. Nếu muốn kiếm đủ Bát Túc Ma Tích thì cũng không phải là không có cách. Cùng lắm thì nhổ cỏ tận gốc mấy thế lực ma tộc lớn, mạnh mẽ đoạt lấy là được. Lấy thực lực chúng ta, liên thủ lại thì chuyện này cũng không phải khó. Huy trưởng lão bên cạnh Lũng Gia lão tổ cười lạnh nói. Lấy thực lực chúng ta, chỉ cần không đụng tới thánh tổ ma tộc thì hiển nhiên không cần e ngại thứ gì. Nhưng kể từ đó, động tĩnh gây ra sẽ lớn, rất dễ bị cường giả ma tộc chú ý. Vạn nhất bọn họ nhìn chúng ta, hoặc là dùng truyền tống pháp trận đến huyễn khiếu sa mạc chặn đường chúng ta thì phiền phức lớn. Lũng Gia lão tổ sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Điều này cũng đúng, bất quá chúng ta không cần xung đột với mấy đại thế lực ma tộc này. Có thể nghĩ cách trộm lấy ma tích hoặc dùng đồ vật trao đổi ma tích.
ngay cả khi ma thú này chân quý, nhưng lấy tài sản của chúng ta còn sợ không có thứ giá trị tương đương để giao dịch sao? Lão Nho Tàng Hình bất đồng ý kiến nói, ta cảm thấy đi huyễn khiếu sa mạc được hơn. Kim cổ trưởng lão linh tộc chỉ nói ngắn gọn một câu, ta đồng ý với Lâm Huynh, đi biển tốt hơn. Dù sao thời gian đi huyễn khiếu sa mạc quá dài, hơn nữa bắt túc ma tích không biết có thu đủ hay không. Vũ Y thiếu nữ tự định giá một chút, đồng ý với ý kiến của phi phát nam tử. Mà những người khác thì vẻ mặt trầm ngâm, cẩn thận cân nhắc lợi hại trong đó, vẫn chưa dễ dàng nói ra quyết định bản thân. Hàn đạo hữu, hiện tại ngươi định chọn con đường nào? Ánh mắt Lũng Gia lão tổ sau khi âm tình bất định một lát, quay sang hỏi Hàn Lập. Trước khi trả lời, Hàn mỗ muốn hỏi Lũng Huynh một chút. Không biết từ chỗ chúng ta đến huyễn khiếu sa mạc mất bao lâu, mấy ngày, mấy tháng hay là mấy năm? Hàn Lập yên lặng một chút, mới không chút hoang mang hỏi. Mấy năm? Không lâu đến thế. Từ đây đến huyễn khiếu, sa mạc chỉ cần thời gian một năm. Đương nhiên đây là dưới tình huống trên đường đi chúng ta không trì hoãn. Hàn Huynh sao lại hỏi vậy? Lũng Gia lão tổ có chút ngoài ý muốn hỏi. Nếu dựa theo mức độ nguy hiểm để chọn thì tại hạ hiển nhiên vẫn thiên về hướng đi huyễn khiếu sa mạc. Nhưng nếu không thể kiếm đủ bát túc ma tích thì thời gian lại mất quá nhiều. So với đi đường biển thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Dù sao đi đường biển chỉ mất hơn 10 năm. Thời gian tiết kiệm được càng nhiều thì cũng bớt đi nhiều nguy hiểm. Cho nên ý của Hàn Mỗ là chúng ta nên chú ý đến cả hai. Hàn Lập nói từng chữ một chú ý như thế nào? Thiên Thu Thánh Nữ hơi trầm tư hỏi một câu. Chúng ta có thể trước tiên đi huyễn khiếu sa mạc, đến gần sa mạc sẽ tìm các thế lực ma tộc địa phương, xem thử có thể thu đủ bát túc ma tích hay không. Nếu thật sự có thể tìm đủ thì hiển nhiên liền trực tiếp đi huyễn khiếu sa mạc. Nếu không được thì trở về đường cũ đi hải vực cũng không muộn. Dù sao trở về đường cũ cũng chỉ mất 2 năm mà thôi. Chút thời gian như thế chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng trả lời. Ồ, cách này hay không tệ, đúng là ổn thỏa hơn. Ta đồng ý với cách của Hàn Huynh. Vũ Y thiếu nữ nghe xong, đôi mắt đẹp chợt lóe quang mang, lộ ra vẻ mừng rỡ. Cách này đúng là vẹn toàn nhất. Nam tử họ Lâm sau khi hơi trầm ngâm, lộ ra vẻ đồng ý Thiên Thu đạo hữu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần sắc Lũng Gia lão tổ khẽ động, hỏi Thiên Thu Thánh Nữ một câu. Ta cần thương lượng với mấy vị tộc nhân một lát, sau đó sẽ trả lời đạo hữu. Sắc mặt Thiên Thu Thánh Nữ khẽ đổi, chậm rãi nói. Điều này hiển nhiên, Lũng Gia lão tổ đồng ý nói. Vì thế Thiên Thu Thánh Nữ và mấy tên linh tộc quay lưng lại với đám người Hàn Lập, bắt đầu thương lượng. Cùng lúc đó, Lũng Gia lão tổ khẽ nhúc nhích môi, bí mật nói chuyện gì đó với huy trưởng lão bên cạnh. Hàn Huynh, cách của ngươi rất ổn thỏa. Ta nghĩ vô luận là linh tộc hay lũng lão quái thì hơn phân nửa đều đồng ý cách này. Nhưng xem tình hình lúc trước thì lũng lão mà hơn phân nữa là muốn đi huyễn khiếu sa mạc, mà linh tộc thì muốn đi hải vực. Bọn họ nói không chừng trong lòng còn có tính toán gì khác. Vô luận kết quả cuối cùng thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Bên tai Hàn Lập bỗng nhiên vang lên tiếng cười khẽ của Vũ Y thiếu nữ. Hàn Lập nhìn qua nữ tử này, đã thấy đối phương đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt không nhìn ra chút dị sắc nào. Đa tạ Diệp đạo hữu nhắc nhở, Hàn Mỗ sẽ chú ý. Hàn Lập đồng dạng bất động thanh sắc đáp lời. Mặc dù Vũ Y thiếu nữ không truyền âm nữa, nhưng khóe miệng có chút nhếch lên. Tất cả mọi việc tiếp theo quả nhiên không khác nhiều so với dự đoán của Vũ Y thiếu nữ. Thiên Thu Thánh Nữ sau khi thương lượng với linh tộc xong, quả nhiên tỏ vẻ đồng ý với cách Hàn Lập đưa ra, mà Lũng Gia lão tổ cũng không dị nghị gì. Vì thế đám người lúc này thay đổi phương hướng, bay về phía Tây Thảo Nguyên. Đám người Lũng Gia lão tổ hiển nhiên không biết trong trời cao phía sau cách bọn họ hơn vạn dặm, có một đoàn phấn hồng quang hà như ẩn như hiện theo sát. Đồng thời cùng lúc đó, ở linh giới, trong một cấm địa cực kỳ bí ẩn của linh tộc, một tòa pháp trận đường kính rộng hơn 10 dặm đang vận hành thật nhanh trên mặt đất cháy đen. Cả tòa pháp trận không ngừng phát ra tiếng xé gió, vô số phù văn đủ loại màu sắc từ các nơi tuôn ra, hóa thành từng đạo phù văn thô to tao thành xiềng xích, khóa chặt một nhân ảnh thật lớn ở trung tâm. Nhân ảnh này cao khoảng 100 trượng, trên người mặc một bộ kim sắc chiến giáp hình dáng cổ quái. Sau lưng có mười mấy huyết sắc ma ảnh chớp động không ngừng,
phát ra tiếng khóc quái dị. Nhưng lúc này hắn giơ hai tay lên trời. Cách bàn tay mấy trượng là một phiến ngân sắc tiêu vóng dày đặc, đang không ngừng run rẩy nâng một viên châu màu bạc to cỡ một mẫu. Bề mặt viên châu khắc vô số hoa văn, chớp động khiến hư không gần đó mơ hồ có chút vặn vẹo không ngừng. Khuôn mặt nhân ảnh vô cùng tuấn mỹ, nhưng giờ phút này vẻ mặt đầy mồ hôi. Nhìn ngân châu khổng lồ trên trời cao, trên mặt hiện lên vẻ kính sợ khó tin. Không trung xung quanh pháp trận, bất ngờ có 8 gã thánh linh hợp thể kỳ mặc trang phục khác nhau. Mỗi tên đều cầm một trận bàn, cũng mồ hôi đầm đìa điên cuồng thúc đục cả tòa đại trận. Mà trên cao mấy ngàn trượng ở trung tâm pháp trận, có một tòa cung điện kim quang lập lòe, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, vô cùng yên tĩnh, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Người rốt cục là ai? Sao lại có được phong tiên châu? Chẳng lẽ thật sự là linh nô chạy thoát từ cung nào đó ở tiên giới? Cự đại nhân ảnh mở miệng, hung hăng quát to lên không trung. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Ngươi đã có được nhiếp linh thiên võng, như vây đã không đội trời chung với linh tộc chúng ta, không thể cùng sinh tồn. Hiện tại ngươi đã rơi vào khóa ma đại trận, cũng bị phong tiên châu giam cầm. Đây sẽ là nơi chôn thân của ngươi. Từ trong cung điện màu vàng truyền ra thanh âm nam tử lạnh lùng, nhưng có vẻ vô cùng giả nua. Ngươi thật sự tưởng rằng chỉ bằng vào thủ đoạn này là có thể giết ta sao? Bổn sứ giả đã sớm tu thành kim tiên chân hồn, chỉ là người hạ giới mà cũng muốn giết ta, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Chờ lát nữa ta thoát vây ra, nhất định sẽ đem tất cả đám linh nô các ngươi đánh cho hoa phi phách tán, đưa tất cả vào lò luyện hóa. Nhân ảnh cao lớn cuồng tiếu một tiếng, tràn ngập sát khí quát. Ta đương nhiên biết cho dù khốn ma trận và chấn tiên châu hợp lực cũng không đủ giết một linh hồn chân tiên, cho dù hiện tại pháp lực của ngươi không cường đại bằng bổn tọa. Nhưng nếu ta đem ngươi phong ấn lại chuyển đến cửu u địa hỏa, dùng chân hỏa trong người phối hợp với cửu u địa hỏa chậm rãi luyện hóa, chỉ cần tốn thời gian 10 vạn năm liền biến chân hỏa ngươi thành nguyên liêu, luyện hóa thành một viên tiên hồn đan. Thanh âm giả nua trong cung điện màu vàng hừ lạnh một tiếng, băng hàn thấu xương nói. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2020, Tích Huyết Phục Linh Hoa và Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp. Hừ, muốn luyện chân hồn ta thành tiên hồn đan, ngươi thật can đảm. Nếu là tại tiên giới, riêng điều này đã vi phạm thiết luật tiên giới, bị chấp pháp giả vận dụng thiện phạt trực tiếp giết chết cự đại nhân ảnh vừa nghe nói thế thân hình khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận hừ một tiếng. Hắc hắc, ngươi cũng biết đây không phải là tiên giới. Chấp pháp giả ngay cả khi thần thông lớn, nhưng nếu không có chuyện gì quấy nhiễu thì sao có thể phát hiện ra những chuyện nơi này. Mà sau khi lão phu ăn tiên hồn đan vào, tu vi lại tiến thêm một bước, đủ để bổn tộc thêm cường đại tại một giới này. Chút mạo hiểm ấy cũng đáng để bổn tộc thử một phen. Càng huống chi ngoại trừ thủ đoạn này, cũng không còn cách nào khác có thể giết chân hồn một gã tiên nhân. Lão phu không có sự lựa chọn nào khác. Thanh âm giả nua không chút rung động, lạnh lùng nói tốt, tốt. Bổn sứ giả coi như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chỉ là một gã đại thừa kỳ. Nếu là trước kia thì ta chỉ búng một ngón tay liền giết chết. Hiện tại dám đứng trước mặt ta cuồng vọng như thế, ta cũng muốn xem thử ngươi như thế nào phong ấn luyện hóa chân hồn bổn tọa. Cự đại nhân ảnh nghe vậy, ánh mắt sau khi chớp động vài cái, không giận mà ngược lại còn cười. Tiếp theo nhân ảnh dùng sức giơ hai tay ra trước người, 10 ngón tay mơ hồ, nhanh như đang đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, chợt lóe liền nhập vào trong ngân sắc cự võng do nhiếp linh thiện võng biến thành. Nhất thời trong cự võng phát ra tiếng ầm ầm, khí tức phút chốc cường đại gấp mấy lần, tiếp theo cuồng trướng, ra sức đẩy cự đại ngân châu lên phía trên mấy chục trượng. 8 gã thánh linh đang thúc giục cử đại pháp trận ở xung quanh. Vừa thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, không chút do dự đem toàn bộ pháp lực cuồng chú vào trong pháp bàn. Từ trong pháp bàn phát ra quang mang chói mắt, tiếp theo từ trong pháp trận truyền ra tiếng xé gió. Phù văn bốn phía quay cuồng, ngưng kết ra từng phù liên thật lớn chói cự đại nhân ảnh lại. Nhưng hành động này hiển nhiên đã có chút trễ. Cự đại nhân ảnh sau khi cảm thấy cả người buông lỏng, pháp lực trong cơ thể nguyên bản có chút ngưng trệ mất linh, phút chốc khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù chỉ tích tắc nhưng cũng đủ để thi triển thần thông giữ mạng.
hắn gầm lên một tiếng, mười mấy đoàn ma ảnh sau lưng nổ tung, hóa thành từng cổ huyết vụ nhập vào trong người. Thân hình nguyên bản có chút mơ hồ, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Giáp y trên thân sau khi cuồng trướng liền vỡ vụn ra, để lộ lớp da màu cổ đồng. Trên ngực hắn, bất ngờ khắc một đóa kỳ hoa màu vàng trông rất sống động. Trong nháy mắt khi đồ án cự hoa hiện ra, nhân ảnh mở miệng. Những thượng cổ chú ngữ chưa từng xuất hiện tại linh giới nhanh chóng bay ra. Đồ án kim hoa sau khi khẽ run lên, toàn thân đỏ tươi như máu. Hơn nữa một cổ tinh khí xông vào mũi, tiếp theo bề mặt lưu truyền tinh quang đỏ tươi từ trên ngực bay ra, hóa thành thực thể tích huyết hoạch linh hoa. Thân thể của ngươi không phải là người, mà là thân thể yêu hoa. Trong cung điện màu vàng truyền ra thanh âm giật mình già nua, nhưng cự đại nhân ảnh căn bản không quan tâm. Chỉ cúi đầu há miệng thổi về phía huyết sắc cự hoa, phốc suy. Thiên địa nguyên khí gần đó trong nháy mắt tuôn về phía huyết hoa. Đồng thời bầu trời ảm đạm, từng đám mây ngũ sắc cuồn cuộn tuôn ra, khiến thiên địa cũng phải biến sắc. Mà huyết hoa sau khi hút vào vô số thiên địa nguyên khí, thể tích bành trướng gấp 10 lần, đồng thời phả ra một cổ khí tức khiến người ta nổi da gà. Ngươi điên rồi, muốn tự bạo đóa hoa này, chẳng lẽ ngươi không biết khi đóa hoa này nổ tung, thân thể của ngươi cũng đồng thời tan thành cho bụi sao? Thấy cảnh này, thanh âm giả ngu hoảng sợ, đồng thời mơ hồ có chút kinh hoàng. Không chỉ như thế, bầu trời phía trên cung điện màu vàng nổi lên ba động. Một đạo nhân ảnh quỷ dị hiện lên. Rõ ràng là một bạch bào lão giả tóc bạc nhưng vẻ mặt lại trẻ trung. Trên tay áo khắc một lá phong màu đỏ, vẻ mặt khẩn trương nhìn huyết sắc cự hoa bên dưới. Hắc hắc, tự bảo thân thể so với chân hồn bị luyện hóa thành đan thì còn tốt hơn nhiều. Lấy chân hồn lực của bổn tọa, cùng lắm thì mất mấy vạn năm khổ công liền lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Nếu ngươi thức thời thì hiện tại mở pháp trận và thu hồi phong tiên châu lại, ta cũng không truy cứu chuyện lúc trước, lập tức quay đầu rời đi. Nếu ngươi nhận ra yêu hoa này thì chắc cũng hiểu rõ uy lực khi nó tự bảo. Cái khác không nói, nhưng để mấy người các ngươi lập tức tan thành mây khói thì dư sức. Cự đại nhân ảnh không nhìn cự hoa yêu dị kia, mà nhìn lão giả trên không trung, lạnh lùng nói. Bạch bào lão giả nghe nhân ảnh phía dưới nói xong, không lập tức mở miệng nói gì, nhưng sắc mặt lại cực kỳ âm trầm. Tám gã thánh linh xung quanh pháp trận bên dưới, sau khi cảm nhận uy lực đáng sợ từ huyết sắc cự hoa phát ra, lại nghe nhân ảnh nói vậy, sắc mặt sớm đã trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng trên đỉnh đầu lại có lão già tỏa chấn, không ai dám có động tác gì khác, vẫn liều mạng duy trì pháp trận. Thả ngươi đi cũng có thể, nhưng chờ sau khi phong ấn ngươi lại, lão phu sẽ nghĩ đến việc này. Vẻ mặt bạch bào lão già sau khi liên tiếp biến ảo mấy lần, đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, tiếp theo thân hình thoáng một cái, liền trở thành ảo ảnh biến mất tại chỗ. Ngươi đúng là muốn tìm cái chết, đã vậy bổn tọa sẽ thành toàn cho các ngươi. Cự đại nhân ảnh phía dưới thấy vậy, lúc này sắc mặt đại biến quát một tiếng chói tai. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn huyết sắc cự hoa, hành động không khỏi có một chút chần chờ. Lúc trước hắn nói có vẻ dễ dàng nhưng trên thực tế trong lòng lại hiểu rất rõ. Hắn một khi không có thân thể nếu muốn đúc lại thì thực tế vô cùng khó khăn. Một vạn năm đúc lại một thân thể trừ phi vận khí tốt đến cực điểm, nếu không chút thời gian ấy căn bản không thể nào. Mà thân thể này là do tích huyết hoặc linh hoa ngưng tụ thành, lại càng khó khăn cực kỳ. Hắn không biết phải mất bao nhiêu tâm huyết, tổn mười mấy vạn năm mới lần nữa ngưng tụ lại. Nếu dùng nhục thân, hắn chỉ cần khổ tâm tu luyện khôi phục pháp lực và thần thông lúc còn đỉnh cao cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng mệt khi mất đi thân thể yêu hoa này, hắn cũng không tự tin có thể có được thân thể thích hợp. Khôi phục thần thông lại càng là chuyện xa vời. Bất quá nhân ảnh này dù sao cũng không phải là tu sĩ bình thường, chỉ chần chừ một lát, liền cắn răng, trong miệng lần nữa truyền ra tiếng chú ngữ, lập tức giơ một ngón tay ra, ngưng trọng điểm về phía huyết sắc cự hoa. Cự đại huyết hoa phát ra tiếng thê lương, thể tích bành trướng, mỗi cánh hoa bỗng nhiên hiện ra bạch ngân, đồng thời một cổ khí tức còn cường đại gấp mấy lần lúc trước từ trong hoa tán ra. Đồng thời cùng lúc đó, ngũ sắc linh vân trên trời bị thiên địa nguyên khí thúc dục, ngưng kết làm một, hóa thành một cái nồi năm màu, lấy mắt thường có thể thấy được, chậm rãi đè xuống đám người bên dưới. Tám gã thánh linh đổ mồ hôi,
chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, phảng phất bị núi lớn đè lên, động tác trở nên vô cùng chậm chạp. Tám gã thánh linh trong lòng cả kinh, trên người phát ra tiếng xé gió, mười mảy đoàn linh quang đồng thời từ trên người bắn ra, hóa thành từng tầng quang mạc tự bảo vệ bản thân. Hộ thể linh bảo của bọn hắn cũng tự bay ra bảo vệ chủ nhân. Mặc dù bay hắn nhất thời không bị gì, nhưng trong lòng cực kỳ hoảng sợ, thân hình vừa động đều bắn về phía sau bỏ chạy. Động tác bọn họ nhìn nhanh như điện, nhưng so với độn tốc bình thường lại chậm hơn một lần, căn bản không thể chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của huyết hoa tự bạo. Tám gã thánh linh hiển nhiên cũng biết việc này, một bên vừa bay về phía sau, một bên thả ra vô số bảo vật. Cự đại nhân ảnh thấy vậy, hai mắt chợt lóe hàn mang, pháp quyết trong tay biến đổi, rốt cục nói ra một chữ bạo. Huyết sắc cự hoa thoáng một cái, tất cả cánh hoa mở tung ra, đồng thời một cỗ chất lỏng đỏ tươi như dung nham từ trong bạch ngân tuôn ra. Chất lỏng đỏ tươi vừa tiếp xúc với không khí, nháy mắt liền bốc cháy thành từng đoàn hỏa diễm, số lượng cực nhiều, cơ hồ nhuộm đỏ cả hư không. Nhưng hồng quang sau khi co giãn, đều nổ tung ra cùng lúc đó, cự đại nhân ảnh thoáng cái thu nhỏ lại như người thường. Một tầng ngân sắc quang cháo hiện lên trên người. Người này mặc dù không còn thân thể nhưng vì bảo vệ chân hồn không bị hao tổn quá nghiêm trọng, hiển nhiên cũng đề phòng đối với uy lực lần tự bạo này. Mắt thấy sau một khắc cả khu vực sẽ hoàn toàn biến thành cho bụi, thì thanh âm bạch bảo lão giả lại đột nhiên lạnh lùng truyền ra từ phía trên huyết sắc cự hoa. Muốn tự bạo, ngươi tưởng lão phu sẽ đồng ý sao? Cho dù bản thể của ta bị tổn thương vạn năm, cũng muốn hoàn toàn trấn áp ngươi. Vừa dứt lời, hư không chợt lóe bạch quang, một tòa cự tháp cao hơn trăm trượng hiện lên. Tháp này toàn thân trong suốt sáng long lanh, bề mặt khắc vô số phù văn trong suốt, phát ra kỳ quang màu trắng sữa, phẳng phất do hàn băng luyện chế thành. Càng kỳ lạ chính là trên đỉnh tháp bất ngờ có một viên châu màu xanh to cỡ đầu người, bóng loáng như ngọc. Nhưng ngưng thần nhìn kỹ thì lại phát hiện bề mặt nó khắc vô số phù trận trong suốt lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, phù trận lớn bao phủ phù trận nhỏ thì bao phủ phù trận nhỏ hơn. Tất cả hòa vào nhau, có vẻ vô cùng huyền ảo, phức tạp, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy hoa đầu choáng váng. Mà ngồi trên băng tháp này chính là thân thể nguyên hình của vị thánh linh tối cao của linh tộc. Sau khi hơi hạ xuống, một cỗ hàn khí lạnh lẽo từ tháp tuôn ra, chớp cái liền bao phủ toàn bộ hỏa quang và huyết hồng cự hoa vào trong. Trong hàn quang màu trắng, tất cả mọi thứ đều bị ngưng kết trì trệ, phảng phất thời gian bên trong vào giờ phút này đều bị ép dừng lại. Đồng thời bản thân băng tháp cũng ầm vang một tiếng hạ xuống. Nguyễn Quang Thiên Tinh Tháp, không ngờ ngươi là linh nô do bảo vật này biến thành. Không thể nào, tất cả vật phòng chế bảo vật này kể từ trăm vạn năm trước đều bị hủy diệt trong trận đại loạn ở Bắc Minh Tiên Cung. Như thế nào còn có linh nô sinh ra? Nhân ảnh phía dưới nguyên bản dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn lên không trung, vừa thấy băng tháp trong suốt, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, cực kỳ hoảng sợ gầm lên. Các bạn vừa nghe xong tập 202 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.